Mến chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực hôm nay. Qua giọng đọc đầy lôi cuốn và truyền cảm của MC Anh Khôi. Bà Năm, nằm trên cái chõng tre ngoài vườn, vắt tay lên chán. Suy nghĩ hôm nay lại phải ăn cơm chan nước mắm. Bà đã lớn tuổi, xương cốt rượu dạo, nay trái gió trở trời. Cả người bà đau nhức không thể đi chợ được. Bà có ba đứa con, hai đứa con gái lớn lấy chồng xa nhà. Thằng con trai út thì đi lính chưa về. Nên bà có con mà như không có. Lùi thủi đi ra đi vào căn nhà nhỏ cũ nát. Đang nằm nhớ con thì bà nghe một giọng nói quen thuộc. Dì Năm ơi! Đó là ánh, hàng xóm của bà. Đứa nhỏ này rất tội nghiệp. Từ lúc mới chập trứng biết đi đã mồ côi cha mẹ. Hai vợ chồng đi làm ăn xa. Trên đường về nhà ăn Tết thì lại gặp tai nạn để lại đứa con chưa tròn hai tuổi cho bà nội nuôi nấng tết năm ấy con mất cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khung cảnh tang thương không thể tả bà thìn đã lớn tuổi như thế mà phải chịu cảnh mất con bà đau đớn khổ sở lắm chứ nhưng giọt máu của con trai con dâu bà vẫn còn đây nếu bà cũng không còn thì đứa trẻ này phải sống thế nào thế là dù có khó khăn đến nhường nào bỏ bà vẫn phải sống để nuôi đứa cháu gái thay cho cha mẹ nó bà thìn nuôi cháu rất khéo lớn lên không những đẹp người mà còn đẹp cả nết bà năm đã chấm ánh từ tấm bé bà ước ao có đứa con dâu như cô bà cũng biết ánh học rất giỏi nhưng ba năm trước bà thìn người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này cũng bỏ ánh mà đi nhìn con bé suy sụp hơn cả tháng trời mà lòng bà đau như cắt Thế là tình cảm bà dành cho ánh từ lúc này nhiều hơn bao giờ hết. Ánh qua lại nhà bà nhiều hơn. Coi bà như người thân trong nhà mà đối đãi. Đến lúc con trai út bà đi nghĩa vụ thì cũng chỉ có mình ánh chăm sóc cho bà lão đơn chiếc là bà đây. Ánh hả con? Ánh chậm chậm đi vào. Trong tay là một cái tô nghi ngút khói. Dì năm. Tối qua con ở bên nhà mà nghe dì ho. Con nghĩ dì bị bệnh rồi không đi chợ được nên con có nấu cho dì miếng cháo. Dì ăn cho nóng. Ánh để cái tô xuống rồi lần mò trong túi áo bà ba. Con còn mấy liều thuốc cảm. Con cầm qua luôn. Trời ơi! Con tốt với dì quá. Dì có hai đứa con gái mà rốt cuộc cũng không có đứa nào lo được cho dì. Cả năm trời cũng chỉ gặp được một, hai lần. Cứ như vậy thì mặt mũi thế nào dì cũng không nhớ. Dì đừng nghĩ nhiều hai chị ai cũng có gia đình riêng còn gia đình bên chồng nữa nên mới không có thời gian về thăm gì thường xuyên thôi dì nói vậy thôi chứ sao mà quên mặt hai chị được đúng không gì dì? dì cũng biết nhưng mà con thấy đó sinh con gái ra thì tụi nó lớn lên phải gả chồng chỉ còn mình thẳng văn không biết nó có đem được đứa con dâu nào về cho dì không nữa nếu nó lấy được con thì tốt rồi phúc phần ba đời của nó dì đừng nói vậy con cũng đâu có tốt như vậy với lại con quê mùa cục mịch lại mồ côi không biết anh văn có chịu con không sao lại không dì không để ý là được con coi thử trong cái làng này có bao nhiêu đứa được như con vừa đẹp người lại đẹp nết dì chỉ chấm mình con làm con dâu của dì thôi dì nói vậy làm con ngại quá thôi con về trước nha dì còn mấy cái giỏ con đang may dở sáng mai là phải mang cho người ta rồi Dì nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nha dì. Hồi sáng con mua được con cá tươi lắm nên nấu cháo cũng ngọt. Ngon lắm dì ạ. À? Ừ, ờ, dì cảm ơn con. Dạ, không có gì đâu dì. Bà Năm nhìn bóng lưng ánh mãi đến khi cô đi khuất sau hàng rào. Cái con nhỏ sao mà dễ thương. Cái dáng mặc áo bà ba cũng đẹp. Tóc thì đen dài. Vừa nhìn đã biết nết na thùy mị không giống mấy cô trên thành phố bây giờ suốt ngày quần ngắn áo ôm tóc tai thì đủ hình đủ dạng kiểu cách này nọ nhìn thật là rối mắt bà năm chỉ thích những cô gái thôn quê truyền thống bà không thể hiểu được những cái mốt của thời hiện đại đối với bà cái đẹp chuẩn mực của một người phụ nữ là cái đẹp giản dị mộc mạc của ngày xưa vì thế mà càng nghĩ bà lại càng thấy thích ánh vừa ăn cháo bà vừa nghĩ đến viễn cảnh khi ánh về làm dâu nhà bà. Sinh cho bà vài đứa cháu. Chúng nó sẽ díu dít gọi bà là bà nội. Càng nghĩ bà lại càng hạnh phúc. Đến nỗi quên đi nỗi nhớ con lúc nãy. Chỉ hơn nửa năm nữa thôi. Con trai bà sẽ được xuất ngũ. Đến lúc ấy bà sẽ mang chầu cau sang hỏi ánh cho con trai bà. Tuy cô không còn người thân, nhưng lễ nghi cũng phải đầy đủ. Cưới hỏi đàng hoàng để cô không suy nghĩ mà buồn tủi. Sau hơn nửa năm đợi chờ, rốt cuộc Văn cũng được xuất ngũ. Ngày anh về, bà thấy con mình như một người khác, không còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ như ngày trước. Bây giờ anh đã là một chàng trai 20 tuổi, nhưng sau tất cả, chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh, bình an thì bà cũng đủ mãn nguyện rồi. Khi biết tin con trai hôm nay về nhà, bà đã đứng ngồi không yên từ ba hôm trước ngày nào cũng nhìn cái cửa ngõ sập sệ mà ngóng trông. Bà cũng không dám đi đâu. Sợ con trai về sẽ không thấy bà ở nhà. Hôm nay là ngày văn về như thông báo. Bà thức dậy từ sáng sớm. Đi chợ nấu ăn. Bà sợ rằng con về nhà đói bụng. Bà nấu những món ăn mà văn thích nhất. Vừa nấu đồ ăn. Lòng bà vừa nôn nao. Đến khi lưỡi dao cứa vào tay. Máu tuôn ra. Bà mới giật mình. Bà năm tự cười mình lần nào cũng thế, mỗi khi chờ đợi con về nhà, bà lại vui mừng, háo hức đến nỗi làm việc gì cũng không xong. Từ sáng đến giờ, cứ cách một lúc, bà lại trông ra cổng. Mãi đến khi thật sự nhìn thấy dáng hình quen thuộc của con trai thì nước mắt bà năm cũng trực trào. Bà quên luôn mình định làm gì mà chạy lại ôm con. Mẹ ơi, con về rồi, con về với mẹ rồi đây ạ. À. Văn, con trai của mẹ cuối cùng con cũng chịu về rồi mẹ nhớ con lắm đi đường có mệt lắm không con dạ con không mệt đâu mẹ ạ con là thanh niên trai tráng ngồi xe một buổi sáng đã thấy mệt đâu phải đàn ông con trai hà mẹ ơ ờ, tay của mẹ sao lại chảy máu thế này à mẹ không cẩn thận để dao cắt chúng tay không sao đâu một lát nữa nó sẽ ngừng chảy thôi sao lại thế được mẹ để băng keo cá nhân ở đâu? Để con dán lại cho mẹ. Hôm bữa mẹ đã dùng hết rồi. Con đừng lo lắng quá. Vết cắt cũng không sâu lắm. Văn nhìn mẹ rơm rớm nước mắt. Đã lâu rồi không được gặp mẹ làm anh thấy thương mẹ hơn. Nhìn bàn tay gầy gò. Chai sần với đầy vết thương của bà làm anh thấy xót xa. Bà Năm nhìn anh mỉm cười. Cái thằng này, vừa nãy còn ra dáng đàn ông lắm sao bây giờ lại khóc rồi vào đây với mẹ văn nhìn bà năm anh đến ôm mẹ một lần nữa rồi cả hai mới vào nhà ở trong đó con sống thế nào ngủ có đủ giấc không ăn uống có đầy đủ không sao nhìn con ốm đi thế này bà năm đi theo con trai vào nhà vừa giúp anh cởi ba lô vừa hỏi han bà định nói tiếp nhưng văn đã kịp lên tiếng ngăn lại mẹ ơi con vừa ở ngoài về cả người toàn là bụi bặm chưa kịp thở là mẹ đã hỏi dồn dập như thế rồi thế mà mẹ quên mất lâu rồi không gặp con nên cứ muốn biết dạo này con thế nào mẹ đừng lo lát nữa con tắm rửa xong xuôi mẹ muốn biết gì con sẽ kể tất tần tật mọi chuyện cho mẹ nghe nhé con nói phải đấy bây giờ tắm rửa sạch sẽ còn mẹ sẽ đi dọn cơm con đi xe từ sáng đến bây giờ mới về đói lắm rồi phải không mẹ nhắc con mới nhớ ra. Đúng là đói bụng thật. Lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu. Văn tắm rửa xong, tinh thần cũng thoải mái hơn. Anh vừa vào nhà đã thấy mẹ ngồi sới cơm. Trên bàn được bày biện những món ăn nghi ngút khói. Toàn là những món anh rất thích. Đúng là chỉ có mẹ hiểu con nhất. Lúc nào cũng nhớ con thích ăn gì. Không chỉ mình con đâu nhé, mà sở thích của chị hai chị ba con mẹ đều nhớ rõ từng đứa thích ăn cái gì ghét ăn cái gì mẹ đã bao giờ quên đâu nghe lời bà năm nói bỗng văn không biết đáp lời lại thế nào anh cảm thấy thương mẹ rất nhiều cũng cảm thấy bản thân bấy lâu này chưa làm gì được cho mẹ lúc nào mẹ cũng quan tâm lo lắng cho ba chị em anh từ những cái nhỏ nhất chỉ có anh và hai chị là vô tâm với mẹ bà năm ngồi xuống sưới cơm rồi liên tục gắp đồ ăn cho con trai còn bản thân thì ngồi nhìn con nhìn văn ăn rất ngon miệng bà vừa thấy vui vừa thấy xót xa con ăn nhiều vào mẹ thấy con ốm đi nhiều cũng đen hơn ở trong đó có cực khổ lắm không con trong quân đội thì không thể nói là sung sướng được mẹ ạ chúng con phải luyện tập hàng ngày tuân thủ nguyên tắc đặc biệt là về thời gian nhưng con được rèn luyện sức khỏe và học được nhiều thứ lắm. Con tăng tận 10 cân mà sao mẹ lại thấy con ốm được nhỉ? Không có cái mẹ, mẹ thấy ốm là ốm. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng bà năm an tâm hơn rất nhiều. Thế nhưng bà cũng như bao người mẹ khác mà thôi. Dù con có lớn thế nào thì trong mắt mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ. Mà một đứa trẻ thì cần được cha mẹ bao bọc, chở che. À, văn này sao thế mẹ nếu biết con về con ánh sẽ mừng lắm đấy để mẹ sang báo tin cho nó biết không cần đâu mẹ con đi về ở luôn chứ có phải là ở một hai ngày đâu mẹ báo tin cho cô ấy làm gì sao không cần được ngày hôm qua nó cứ hỏi thăm con mãi thôi mẹ đi báo cho nó đây mẹ ơi dù văn có cố gắng gọi thế nào thì mẹ anh vẫn một mực đi sang nhà ánh bản thân anh cũng thấy rất quý cô hàng xóm này ánh rất ngoan hiền lại tốt bụng hơn nữa trong lúc anh nhập ngũ mẹ anh ở nhà một mình không một ai chăm sóc chính cô là người giúp đỡ anh làm việc đó anh và hai người chị của mình nợ ánh một ân tình rất lớn anh định hôm sau sẽ mua ít quà sang để cảm ơn ánh một cách đàng hoàng chỉ vài phút sau bà năm và ánh đã xuất hiện ở cổng cô vẫn như vậy vẫn mang một nét gì đó chân phương mộc mạc có phần ngây ngô như cô bé cấp ba ngày ấy ở độ tuổi này ánh vẫn chưa va chạm với đời chưa gặp nhiều loại người khác nhau nên vẫn giữ được một trái tim trong sáng và chân thành những điều ấy được thể hiện toàn bộ qua những lời nói cử chỉ và cả ánh mắt của cô anh thầm nghĩ ánh đúng là kiểu người mà mẹ anh rất thích chính xác hơn là hình mẫu con dâu lý tưởng trong mắt của đa số những bà mẹ chồng vừa nhìn thấy văn ánh đã lộ vẻ ngại ngùng bà năm nhìn cô đúng là trong lòng cô suy nghĩ gì thì sẽ viết hết lên trên gương mặt anh anh văn mới về ạ à? anh mới về lúc nãy thôi em vẫn như ngày nào nhỉ không thay đổi gì cả dạ anh nhìn có vẻ trưởng thành hơn do anh luyện tập nhiều nên nhìn góc cạnh hơn ấy mà cũng đen hơn nữa nhưng mà da đen nhìn khỏe khoắn nhỉ Văn cười ngượng ngùng rồi chợt nhớ ra gì đó. Em vào ăn cơm với mẹ con anh cho vui này. Anh định mai mới sang nhà em mà mẹ anh cứ nặng nặc phải báo tin ngay cho bằng được. Dạ, em cảm ơn anh. Em ăn rồi ạ. Đợi cho ánh vào nhà. Ngồi lên ghế rồi Văn mới nói tiếp. Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ anh nhé. Ân tình này của em không biết bao giờ ba chị em anh mới trả lại cho em được anh đừng khách sáo như thế từ nhỏ em đã không có cha mẹ mình lại là hàng xóm thường xuyên qua lại lâu dần cũng mến tay mến chân từ lâu em đã coi gì năm như mẹ em vậy em chăm sóc gì là vì em tự nguyện chứ không mong được trả ơn gì đâu anh ạ. À. dù sao thì anh cũng cảm ơn em rất nhiều tụi anh là con nhưng cũng chưa chắc hiểu mẹ bằng em anh cũng thấy xấu hổ lắm không đâu ạ à, dù sao các chị còn phải lo cho gia đình anh thì cũng trong trường hợp bất khả kháng thôi bây giờ có cơ hội thì anh cứ quan tâm gì nhiều hơn là sẽ hiểu gì thêm thôi từ ngày văn xuất ngũ đến nay cũng đã được hai tuần văn vẫn đang suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo anh đang phân vân giữa hai lựa chọn một là đi học tiếp hai là sẽ dùng số tiền trợ cấp mình nhận được để làm ăn dù sao mẹ anh cũng đã lớn tuổi số tiền hai chị gửi tháng có tháng không cũng chỉ miễn cưỡng cho hai mẹ con sống qua ngày Bà Năm thấy anh ngày nào cũng vắt tay lên chán suy nghĩ. Ăn không ngon ngủ không yên nên vô cùng lo lắng. Con có chuyện gì à? Dạo này mẹ thấy con cứ thế nào ấy? Con đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo đây mẹ? Con nói rõ hơn cho mẹ nghe đi. Dạ, con đang định dùng số tiền khi xuất ngũ con được trợ cấp để đi học tiếp cái ngành ngày trước con thi đậu, hoặc là dùng để làm ăn. Con muốn thế nào? con định sẽ dùng để đầu tư theo tụi thằng hợi nhưng mà rủi ro rất cao hơn nữa con muốn đi học hơn đúng không con mẹ không ép con con muốn thế nào mẹ cũng ủng hộ con cả nhưng mẹ à nếu học tiếp con sẽ phải lên thành phố lại để mẹ ở nhà một mình lần nữa con không yên tâm con đừng lo mẹ cũng đã ở nhà một mình hai năm rồi hơn nữa con ánh nó cũng thường xuyên qua lại con đừng vì mẹ mà hy sinh ước mơ của mình ngày trước còn đi học mẹ biết con đã cố gắng thế nào mà chỉ có điều sao vậy ạ à? mẹ vô dụng có lẽ bây giờ con đi học tiếp mẹ cũng không thể lo chuyện tiền nong được nữa hai chị của con cũng còn có gia đình chắc không thể phụ giúp được cho con mẹ đừng nói vậy nếu đi học tiếp thì con sẽ tự đi làm thêm con cũng đừng cố gắng quá sức mà sinh bệnh lại hại thân. Cùng lắm thì quay về đây hai mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Dạ, con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã ủng hộ con. Bà Năm biết con mình đã lớn khôn, đã đến lúc xải cánh bay đi. Dù bản thân bà có thương con đến đâu thì cũng không thể lo cho con cả đời. Văn còn có một tương lai ở phía trước. Bà không hề giữ anh lại trong chốn ao tủ nước động này ngăn anh ra đến đại dương rộng lớn hơn nữa mai này anh còn có vợ có con có một công việc ở thành phố cũng tốt dù sao cũng tốt hơn ở quê ngày ngày phải lao ra xương gió để kiếm cái ăn bà lại nghĩ về một viễn cảnh trong tương lai khi con trai bà và ánh đến với nhau chúng sẽ không còn ở bên bà cháu nội bà cũng sẽ không líu lo gọi bà cả ngày nữa thay vào đó chúng sẽ ở thành phố vào những dịp lễ tết sẽ về thăm bà những đứa cháu của bà cũng sẽ trắng trèo, sạch sẽ như những đứa cháu ở thành phố của mấy bà bạn hàng xóm. Dù có đôi chút chạnh lòng nhưng bà cũng thấy rất vui, nhất là khi nghĩ rằng ánh sẽ trở thành con dâu của bà. Đôi khi người già cũng rất cố chấp, một khi họ đã muốn gì thì họ cũng chỉ nghĩ về nó mà không muốn thay đổi. Trước khi ngày lên thành phố, Văn sang nhà ánh để nói chuyện. Cô thấy Văn chủ động sang nhà tìm mình thì rất vui mừng, cũng rất ngạc nhiên anh văn sang nhà em có việc gì không ạ à? anh có chuyện này muốn nói em chuyện là anh sắp lên thành phố học mẹ anh chắc lại phải nhờ em chăm sóc anh biết là rất phiền cho em nhưng cũng không còn cách nào khác không đâu ạ à, em không cảm thấy phiền đâu nhưng mà anh đã bàn chuyện này với dì năm chưa nếu anh lại đi nữa chắc dì sẽ buồn lắm anh biết chứ anh cũng đã nói chuyện với mẹ rồi mẹ cũng rất ủng hộ chuyện anh lên thành phố học bây giờ chắc phải để mẹ chịu khổ thêm một thời gian nữa nhưng khi anh học thành tài làm ra được nhiều tiền thì anh sẽ rước mẹ lên thành phố sống với anh còn em thế nào em có ủng hộ anh đi học tiếp không chỉ cần anh thích thì em sẽ ủng hộ ạ à. nhưng em vậy là em đồng ý chăm sóc mẹ anh rồi nhé cảm ơn rất nhiều ân tình này của em chắc chắn sau này anh sẽ trả còn cái này anh có chút tiền em giữ lấy mà lo cho mẹ anh thôi anh cầm đi anh lên thành phố còn phải lo nhiều thứ em cứ cầm đi cũng không có bao nhiêu đứa con trai như anh đã bỏ mẹ đi rồi mà còn để người ngoài lo cho mẹ hơn nữa lại không cho mẹ được một đồng nào nhưng bây giờ anh đưa cho mẹ thì mẹ cũng sẽ không nhận đâu chỉ còn cách đưa cho em thôi anh xin em coi như đây là cách mà anh báo hiếu cho mẹ anh đi Thôi được rồi ạ, à. em sẽ nhận. Em nhớ đừng nói cho mẹ anh biết. Dạ, em sẽ không nói cho gì đâu. Vậy là cái ngày Văn lên thành phố nhập học cũng đã đến. Cũng chỉ có bà Năm và Ánh ra bến xe tiễn anh đi. Con lên thành phố cố gắng học hành thật tốt nhé. Cũng đừng tin ai quá. Cẩn thận người ta lấy hết tiền bạc đấy. Khi bao đồ ăn này mẹ chuẩn bị cho con. Đến nơi nhớ phải lấy ra ăn con cũng đừng mãi lo học lo làm phải biết ăn ngủ điều độ để không bị bệnh nghe con dạ con nghe rồi mà mẹ con đâu phải đứa trẻ mới lên năm đâu mà mẹ sợ con không biết tự chăm sóc cho mình con không phải đứa trẻ lên năm nhưng con cũng chưa từng đi lên thành phố mẹ lo lắng là chuyện bình thường mà thôi mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá mẹ cứ lo lắng cho con như thế sớm muộn gì cũng đổ bệnh mẹ cứ yên tâm đi có chuyện gì, con sẽ gọi về báo cho mẹ mà. Có chuyện gì cũng không được giấu mẹ đâu đấy. Con nhớ rồi mà. Văn chấn an mẹ, rồi nói với ánh. Ánh này, anh nhờ em thường xuyên qua lại chăm sóc mẹ giúp anh nhé. Dạ, anh cứ yên tâm. Em sẽ chăm sóc gì cẩn thận. Anh Văn, em có cái này. Có chuyện gì thế em? Cô đưa cho Văn một cái giỏ nhìn có vẻ giống một cái cặp đựng sách vở bình thường. Tuy hình dáng có đôi chút thô sơ hơn những cái được bày bán ngoài tiệm, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều được may rất chỉnh chu và khéo léo. Vừa nhìn đã thấy người may ra nó đã đặt cái tâm vào như thế nào. Ánh nhìn văn với vẻ mặt ngượng ngùng. Chỗ em làm có nhận ra công mặt hàng mới. Cái này em cũng mới học được không thể may đẹp được như ngoài tiệm nhưng mà em nghĩ nó cũng sẽ có ích cho anh. Mong anh đừng chê chúc anh lên thành phố học thật tốt anh cảm ơn em thật ngại quá không những làm phiền em mà bây giờ còn nhận quà của em anh đừng nói vậy thôi anh mau lên xe đi kẻo người ta chờ đúng rồi nhỉ anh phải đi rồi mẹ ơi con đi đây mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe hết học kỳ con lại về con phải nhớ những lời mẹ đã dặn đó biết không dạ mẹ Cuộc chia tay không hề rướt mướt, cũng không có một giọt nước mắt. Nhưng khi xe chuyển bánh, cả bà Năm và Văn đều khóc. Một người khóc vì nhớ con. Một người khóc vì tự trách bản thân ích kỷ chỉ biết đến bản thân mà để mẹ già ở nhà cô đơn lẻ bóng. Đó chính là giọt nước mắt của tình thân, tình cảm ruột thịt. Mọi việc lại trở về như cái ngày Văn đi nhập ngũ. Bà Năm vẫn côi cút một mình trong ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con ánh ngày ngày vừa nhận hàng về nhà làm vừa chạy đi chạy về chăm sóc cho bà ai không biết cứ nghĩ họ là mẹ con ruột thịt cứ cách vài tháng văn lại về nhà một lần mỗi lần về anh sẽ đưa cho cô tiền lo cho mẹ những lần đầu rất ít có khi không có nhưng càng về sau số tiền lại tăng dần từng chút một ánh vừa mừng vừa lo cô thấy mừng vì có lẽ cuộc sống trên thành phố của anh đang ngày càng ổn định hơn nhưng song song với đó là anh phải cố gắng gấp nhiều lần người khác vừa học vừa làm nghe thì dễ nhưng để làm được thì lại khó khăn vô cùng nếu không có ý chí thì rất dễ nản lòng còn lòng không kiên định thì lại dễ rơi vào con đường sai trái lệch lạc hai người chị của văn vẫn như thế họ chỉ về nhà dịp tết hay lễ lộc lúc nào về cũng vội vã lo trước lo sau về được ít hôm lại tay sách nách mang cùng chồng trở về nhà nội. Thói đời thật bạc bẽo cho người phụ nữ. Sau khi lấy chồng rồi thì họ cũng chỉ là khách trong ngôi nhà đã từng lớn lên mà thôi. Nhưng cũng không thể trách ai. Họ có gia đình riêng của mình. Vừa lo lắng cho con cái. Vừa xoay quanh các mối quan hệ xã hội và gia đình nội ngoại hai bên. Cuộc sống có quá nhiều thứ để họ phải lo toan nên đôi khi sẽ có cái không được chu toàn hoặc là mối quan tâm về một cái gì đó sẽ ít đi họ quyết định chọn bớt đi thời gian chăm sóc cho mẹ người đã sinh ra mình bởi họ biết nếu trành mảng trong công việc sẽ bị cấp trên khiển trách họ biết nếu họ không quan tâm đến nhà chồng thì sẽ bị chỉ chiết một cách nặng nề họ biết nếu họ không vun vén hạnh phúc thì gia đình nhỏ của họ sẽ đổ vỡ nhưng họ cũng biết nếu họ có vô tâm với mẹ một chút thì mẹ cũng sẽ không trách họ mẹ sẽ bao dung mà bỏ quà hết tất cả thôi vì mẹ chính là mẹ thế nên họ cố ý phớt lờ sự chịu đựng của mẹ để dành thời gian cho những thứ khác trong cuộc sống bộn bề này cuộc sống cứ trôi qua như thế suốt bốn năm rốt cuộc văn cũng đã tốt nghiệp trong bốn năm đại học anh đã nỗ lực không ngừng nghỉ anh vừa học vừa vất vả lo toan cơm áo gạo tiền còn để dành tiền gửi cho mẹ người khác cố gắng một thì anh cố gắng mười và hạt giống anh cố vun trồng cuối cùng cũng cho ra quả ngọt vì thành tích quá xuất sắc của anh nên khi vừa ra trường đã được nhiều công ty mời về làm việc anh quyết định chọn một trong số đó công ty mà anh nghĩ sẽ rất có triển vọng cho tương lai của mình anh luôn cố gắng và nghiêm túc với công việc vì thế anh rất được cấp trên trọng dụng và nhanh chóng được nhận vào làm chính thức anh không còn phải lén lút gửi cho ánh mà gửi thẳng về cho mẹ hàng tháng người trong bưu điện đều mang tiền về cho bà năm nhưng đổi lại bà không được gặp con trai thường xuyên nữa có lẽ văn cũng giống hai người chị của mình bận rộn đến nỗi không có thời gian về thăm mẹ bà năm không biết nên vui hay nên buồn con bà đã có việc làm chính thức cũng đã không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa nhưng bây giờ bà lại phải sống cô đơn hơn những ngày còn khó khăn trước kia bà mong mỏi từng ngày đến tết nguyên đán lúc ấy con bà sẽ về thăm bà hơn nữa bây giờ chắc có lẽ cũng đã thích hợp để cho con trai bà lấy vợ cũng chính là ánh nếu không thể kết hôn ngay thì cũng có thể tìm hiểu nhau thêm một năm nữa bà đã mong chờ ánh sẽ làm con dâu mình lâu lắm rồi bà biết ánh thích văn bà đoán văn cũng có tình cảm với cô tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng anh đối xử rất tốt với cô từ trước đến giờ bà chưa thấy văn đối xử tốt với cô gái nào ngoài ánh cả nếu cả hai đã cùng có tình cảm với nhau thì tội gì mà không tiến thêm một bước, cho nhau một cơ hội. Với cả ánh xinh đẹp, tốt bụng lại hiền lành như thế ai mà không thấy thích. Bà đã thấy thích thì chắc hẳn con bà cũng sẽ như vậy. Cứ như thế, bà năm tự âm thầm xe duyên cho con trai mình và ánh và tự cảm thấy hạnh phúc với chính điều ấy. Nhưng giấc mộng của bà bị đập vỡ tan tành khi ngày 25 Tết, con trai bà dắt một cô gái lạ từ trên thành phố về ra mắt. Văn nói ngày 25 Tết sẽ về thì ngày 24 bà đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Bà còn nhờ mấy đứa nhóc trong xóm sang tuốt hết lá cây mai trước sân nhà, rồi phát cho một đứa vài nghìn mua kẹo. Có lẽ vì quá vui nên bà cũng không thể ngủ được. Hôm nay bà thức dậy sớm hơn mọi ngày. Bà đi kiểm tra hết nhà cửa, lau chùi đến một hạt bụi cũng không còn. Rồi bà lại nấu một mâm cơm thịnh soạn, ngồi đợi con về nghe tiếng xe về ở trước cổng bà đã vui mừng ra đón nhưng khi ra đến nơi thấy con trai tay trong tay với một cô gái mà bà kinh ngạc không thôi mẹ con về rồi này mẹ đoán xem con dắt ai về ra mắt mẹ này đây là già dạ, cháu chào bác cháu là nhung ạ à. đây là nhung bạn gái của con đó mẹ nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh con trai bà cảm thấy thật mới lạ thì ra người gốc thành phố khác hẳn với người ở quê hay người từ quê lên thành phố làm ăn không hiểu lý do là gì nhưng bà cảm thấy cô gái này cho bà một cảm giác rất khác cô gái ấy xinh đẹp trắng trẻo như những con búp bê xứ xa xỉ mà ngày xưa chỉ có những đứa trẻ nhà giàu mới được chơi trên người cô là những bộ quần áo vừa nhìn vào đã biết là đắt tiền thêm vào đó là đôi giày cao gót mũi nhọn với lớp da bóng làm cho đôi chân vừa nổi bật vừa dài miên man và cuối cùng là gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhìn tổng thể thì không khác gì một cô gái bước ra từ màn ảnh dù là thế nhưng đối với bà ánh mới là người đẹp nhất chỉ có cô mới đủ những phẩm chất mà bà muốn người con dâu tương lai của bà phải có có lẽ bà vẫn mang một định kiến nào đó với con gái thành phố mẹ ơi mẹ còn đứng đó làm gì thế? vào nhà thôi ạ. À. bà năm vào nhà, bà quan sát nhung thật kỹ. cô gái tỏ vẻ rất e sợ và ngại ngùng khi lần đầu tiên về ra mắt nhà người yêu. cô chỉ ngồi im lặng, không dám lỗ mảng tự ý làm gì. không khí trong nhà có hơi ngột ngạt. đến khi văn lên tiếng mới phá vỡ được sự ngượng ngùng này. anh biết việc này là điều hiển nhiên khi đưa người yêu về ra mắt. mẹ ơi đây là lần đầu nhung đến nhà mình nếu cô ấy có lỡ làm sai chuyện gì thì mẹ cũng rộng lượng mà mà bỏ qua đừng trách cô ấy nha mẹ đây là người yêu của con vậy còn con ánh bỗng dưng mẹ lại nhắc tới ánh văn lấy làm khó hiểu nhưng nghĩ lại rốt cuộc anh đã biết suy nghĩ của mẹ hình như mẹ anh đã hiểu sai tình cảm giữa anh và cô mẹ đừng nhắc đến chuyện này trước mặt người yêu con ánh cô ấy là ai vậy ạ à? à em đừng để ý cô ấy là hàng xóm từ nhỏ của anh anh coi ánh như em gái ruột lúc anh phải đi xa nhà ánh là người thay anh chăm sóc mẹ đấy chiều nay anh sẽ dẫn em sang nhà cô ấy nhé vâng ạ à. thôi đừng nói những chuyện này nữa bây giờ em tranh thủ đi tắm cho thoải mái rồi vào ăn cơm sau khi nhung đi khỏi văn mới hỏi mẹ mình sao mẹ lại nhắc ánh trước mặt người yêu con lỡ như em ấy hiểu lầm thì sao mà con với ánh cũng chẳng là gì cả con yêu ai thì liên quan gì đến cô ấy tại sao không liên quan mẹ chỉ chấm con ánh là con dâu thôi đó là mẹ thích chứ không phải con con đã bao giờ nói thích ánh đâu sao mẹ lại tự động quy chụp cho con thế thế sao con lại đối xử tốt với nó hơn những đứa con gái khác mẹ ơi ánh là hàng xóm của mình. Ngày nào cũng chạm mặt. Con thân thiết với cô ấy hơn cũng là chuyện bình thường. Con không có tình cảm nam nữ với ánh đâu mẹ. Con chỉ biết ơn cô ấy vì đã chăm sóc cho mẹ những lúc con vắng nhà. Hoặc hơn nữa thì cũng chỉ coi ánh như em gái mà thôi. Con! Tụi con đang rất vui vẻ hạnh phúc. Nhung chỉ ở nhà mình hai ngày thôi. Ngày 27 Tết, Nhung sẽ về lại thành phố con mong rằng trong hai ngày này mẹ đừng nói gì khiến nhung hiểu lầm về con và ánh mẹ có đồng ý với con không bà năm không nói đồng ý tuy nhiên đúng là trong hai ngày nhung ở lại nhà dù bà tỏ ra thái độ không mấy dễ chịu nhưng cũng không nhắc gì về ánh sau khi nhung về lại thành phố hai mẹ con lại tiếp tục nói chuyện với nhau mẹ không thể chấp nhận được con gái thành phố không hiền lành chịu khó như con gái miền quê đâu tại sao con lại khăng khăng muốn lấy nó còn ánh có gì không tốt mẹ vẫn không chịu hiểu sao mẹ ánh cái gì cũng tốt cả nhưng con không yêu ánh sao con có thể lấy một người mà con không yêu được ngược lại người con yêu là nhung kìa sao mẹ lại không cho con cưới cô ấy nhưng mẹ không muốn con lấy người như vậy nếu như nó suốt ngày xe xua ăn diện sao nó có thể lo lắng cho con được thậm chí con còn phải phục vụ ngược lại cho nó Mẹ à, con cưới cô ấy về để làm vợ, chứ đâu phải làm người giúp việc ạ. À. Huống hồ Nhung không phải là người như mẹ nói, có thể cô ấy còn vụng về nhưng cũng có thể học từ từ mà mẹ. Mẹ biết cô ấy là ai không? Là con gái của giám đốc công ty con đó ạ. À? Mẹ có biết tại sao người ta chấp nhận để con gái lấy một thằng nghèo như con không? Là do cô ấy quỳ xuống năn nỉ cha mình, cô ấy xin cha đừng đuổi con đi. Nếu không có cô ấy con cũng chẳng có được ngày hôm nay. Mẹ hãy suy nghĩ lại đi. Thế còn con Ánh? Hôm trước con dẫn Nhung sang gặp Ánh và con cũng đã nói chuyện cho rõ ràng thêm một lần nữa với Ánh rồi. Mẹ cũng biết Ánh là một cô gái tốt, không có con thì cũng không thiếu những người con trai yêu thương cô ấy thật lòng, vì thế mẹ cũng đừng bận tâm quá nhiều về chuyện này nữa. Ngày 29 Tết, Văn lại thêm một lần nữa sang gặp Ánh. Ánh có lẽ em cũng đoán được anh sang đây để nói gì với em đúng không dạ là chuyện anh với cô nhung đúng không đúng vậy xin lỗi em ngày trước có lẽ là do anh làm chuyện gì đó khiến em hiểu lầm rằng anh có tình ý với em nhưng anh à anh thật sự chỉ coi em là em gái mình thôi không phải đâu anh là do bản thân em thì đúng hơn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một mình anh chơi chung với em trong mắt những đứa con trai khác em chỉ là một con nhỏ không cha không mẹ thế nhưng anh lại coi em là em gái em nghĩ đó cũng là một điều may mắn đối với em và cũng vì anh đối xử với em đặc biệt như thế nên em tự lầm tưởng cũng có khi tình cảm em dành cho anh cũng không phải là tình yêu mà chỉ đơn giản chỉ là mến mộ hoặc biết ơn em xin lỗi anh không đâu em đừng xin lỗi anh anh phải cảm ơn em mới đúng em thật sự là một cô gái tốt hy vọng em sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng với mình em chúc anh và nhung hạnh phúc cảm ơn em tết năm nay có lẽ là cái tết đầu tiên ánh không sang nhà bà năm đến cả hai đứa con gái lớn của bà cũng lấy làm lạ sao đến giờ này mùng hai rồi mà không thấy con ánh sang chúc tết mẹ nhỉ mọi năm sông đất xong là nó đã sang rồi mà Hôm 29 Tết em sang nghe Ánh nói bị bệnh nên kiêng, không sang được chị ạ. À. Thế sao? Tội nghiệp con bé. À, nghe nói hôm 25 Tết thằng út dẫn bạn gái về ra mắt mẹ đúng không? Có khi nào vì vậy mà con Ánh nó buồn, nó không thèm qua không? Chị ba của Văn nửa đùa nửa thật mà nói với anh. Không phải đâu chị ơi. Em và Ánh không như chị nghĩ đâu. Không là không thế nào? không phải con ánh nó thương thầm em hả chị nghe ai nói vậy ánh cũng chỉ coi em là anh trai thôi cần gì nghe ai nói chứ chị tự nhìn tự khắc thấy như vậy đó nếu không thương thầm em thì nó sang chăm sóc mẹ mình lâu như vậy để làm gì ánh không có cha mẹ nên coi mẹ như mẹ của ánh cô ấy sang chăm sóc cũng là chuyện bình thường các chị đừng có đoán mò mà tội nghiệp ánh cô ấy còn phải lấy chồng nữa đến đây chủ đề này mới tạm dừng lại cả năm chạy đôn chạy đáo làm việc vất vả để lo toan mọi thứ trên đời để đến tết chính là thời gian gia đình sum họp quây quần bên nhau phải nói rằng những ngày tết là lúc gia đình bà năm tiệu tề đông đủ nhất bà tận hưởng những ngày tháng sống hạnh phúc nhất bên con cháu nhưng buổi tiệc vui nào cũng đến lúc tàn mùa tết vừa qua đi ba đứa con bà lại trở về với cuộc sống riêng bộn bề hối hà căn nhà mới hôm qua đây còn nỗ nức tiếng nói cười hôm nay lại lặng ngắt rốt cuộc người ở lại vẫn là người đau lòng nhất bà năm sống một mình cũng đã mấy năm nay rồi nhưng bà không sao quen với cái không khí im lặng bất chợt sau mỗi mùa tết trong lòng bà lúc nào cũng nghĩ về những khoảnh khắc ở bên con cháu vì thế nên bà lại buồn thế mà người duy nhất khiến bà quên đi nỗi buồn này cũng không còn quan tâm gì đến bà nữa mấy ngày tết ánh không sang nhà bà bà thấy lo lắng nhưng cũng không dám đối diện với cô bà nhớ lại những lời nói hôm nào tuyên bố chỉ chấp nhận mình ánh là con dâu chính những lời ấy làm bà xấu hổ khi đối diện với đôi mắt trong veo của cô bà hiểu lầm tình cảm giữa con trai mình và cô cho cô hy vọng nhưng rồi chẳng khác nào hắt một gáo nước lạnh vào mặt cô cũng như hắt thẳng vào mặt mình bà thương ánh muốn ánh trở thành con dâu nhưng cũng không thể thay đổi một sự thật là con trai của bà không yêu cô đúng là nó không thể lấy người mình không yêu được lấy nhau về rồi thì ngoại trừ đau khổ trùng chỉ là đau khổ mà thôi bà năm mãi suy nghĩ thất thần cũng không hề hay biết có người vào nhà mình gì ánh con dạ con không nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện con nghĩ là các anh chị lại đi nữa rồi con sợ gì buồn nên sang nói chuyện với gì Ánh ơi, sao trên đời này lại có một người tốt như con chứ? Cảm ơn con, cảm ơn con vì vẫn còn nhớ đến cái thân già này của dì. Bà năm không dám hỏi ánh vì sao Tết lại biệt tâm biệt dạng, bà nghĩ bản thân mình cũng biết rõ câu trả lời. Bà đã cố tình trốn tránh nhưng không ngờ ánh lại là người trực tiếp nói ra một cách rõ ràng. "Dì à, những ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh Văn. Con à, con nghĩ con không yêu anh văn đâu gì chắc cũng giống như anh ấy con chỉ coi anh ấy như một người anh trai mà thôi khi nghe tin anh văn có người yêu con rất buồn cũng rất thất vọng nhưng ngày qua ngày con lại không còn thấy buồn nữa ngược lại là đằng khác khi nghĩ về việc anh văn lấy được người mình yêu thì con lại thấy mừng cho anh ấy ánh gì cảm ơn con đã hiểu cho thằng văn cũng hiểu cho gì thôi thì mình không có duyên làm mẹ chồng và con dâu nhưng lại có duyên làm mẹ và con gái con có muốn làm con gái nuôi của mẹ không chuyện này có được không ạ à? các anh chị có chấp nhận con không sao lại không chấp nhận hả con từ nhỏ các con đã chơi chung với nhau mẹ biết các con của mẹ rất quý con hơn nữa khi chúng nó không ở bên cạnh thì chính con là người chăm sóc bà già này chúng nó phải vui vì có thêm một đứa em như con mới phải con con thế nào có phải là con chê bà già dạ này nghèo khổ còn hay đau bệnh nên không muốn làm con nuôi đúng không không phải đâu ạ à. thật ra con rất muốn có một người mẹ con đã muốn làm con của dì từ rất lâu rồi thế sao vẫn còn gọi bằng gì thế kia con phải gọi là gì nào mẹ ạ à. con ngoan của mẹ bà năm ôm lấy ánh vuốt về mái tóc dài của cô ánh ôm chặt hơn cô muốn cảm nhận rõ ràng cái ôm của một người mẹ ấm áp như thế nào đó chính là thứ cô khao khát bấy lâu nay sau khi nhận ánh làm con nuôi và hiểu rõ tình cảm giữa cô và con trai mình bà năm vẫn chưa thể chấp nhận nhung văn cũng thường xuyên dẫn nhung về nhà bà biết con trai mình đang cố gắng để gắn kết mẹ và người yêu nhưng bà vẫn không thể an tâm cho con mình lấy một cô gái thành phố cả đời bà sống ở quê tiếp xúc với những con người chân chất thật thà ấn tượng về thành phố của bà là một nơi xa hoa nhưng cũng nguy hiểm và đầy cám dỗ vì thế bà cũng chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì về những con người ở đó lúc văn lên thành phố học bà đã cố gắng ngăn mình giữ con ở lại đến bây giờ con bà lại mang một cô gái ở thành phố về và nói muốn chung sống cả đời với cô ấy điều này làm bà năm suy nghĩ rất nhiều mãi cho đến khi văn gọi điện thoại thông báo một tin khiến bà thay đổi quyết định dạo này mẹ có khỏe không hôm qua con nghe ánh nói mẹ bị bệnh sao mẹ không nói cho con biết Cái con nhỏ này mẹ đã dặn dò nó là không được kể cho con nghe rồi mà mẹ đó mẹ có chuyện gì cũng phải nói cho con biết chứ mẹ đừng trách ánh cũng nhờ có cô ấy mà con mới biết được tình hình sức khỏe của mẹ đấy chỉ là bệnh cảm thông thường thôi con đừng lo lắng quá, mẹ chỉ cần uống mấy thang thuốc là khỏe ngay. Mẹ lớn tuổi rồi, phải chú ý sức khỏe đấy nhé. Con có chuyện này muốn nói với mẹ. Có chuyện gì mà con ấp úng thế kia? Nhung đã có thai rồi mẹ ạ. À. Có thai? Làm sao lại như thế? Chưa cưới hỏi mà con lại ăn ở làm sao mà để cho con gái người ta có thai rồi? hôm đó do con say quá đã không làm chủ được mình nên chúng con đi quá giới hạn mẹ ạ à. nhưng chuyện có thai trước hôn nhân bây giờ cũng không phải hiếm lạ gì mẹ biết con không phải là hạng người vô trách nhiệm mà hơn nữa đứa bé cũng là cháu ruột của mẹ mẹ đừng ngăn cản tụi con nữa con nhất định sẽ không để nhung thiệt thòi con phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em ấy nghe đến đây bà năm biết mình không thể nào làm gì khác ngoài chấp nhận bà không thích nhung là thật nhưng cô cũng đang mang giọt máu của con bà cũng những suy nghĩ hay định kiến trước kia bà buộc phải bỏ hết mà chấp nhận nhung những lần con trai dẫn nhung về nhà bà cũng quan sát cô nhiều hơn và thấy được cô gái ở thành phố này cũng không tệ như mình từng nghĩ đúng như lời con trai bà nói nhung tuy có hơi vụng về nhưng biết cố gắng biết lắng nghe chỉ bảo để lần sau lưu ý hơn hơn nữa nhung lại là con gái của giám đốc công ty văn đang làm việc tuy vậy nhưng nhung rất yêu văn bà thấy được cô gái này luôn đứng về phía con bà bênh vực con bà dần dần bà chấp nhận nhung văn mạnh dạn để cập chuyện cưới hỏi với bà bà cũng gật đầu đồng ý mẹ bây giờ mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy gia đình em ấy cũng đề nghị con tính đến chuyện hôn nhân vậy để hôm nào tốt ngày con chở mẹ mang ít quả lên ra mắt nhà con bé Nhung đi, tiện thể bàn bạc chuyện cưới hỏi của hai đứa. Vậy là mẹ đồng ý cho chúng con cưới nhau sao ạ? À? Mẹ đã chấp nhận Nhung rồi. Ngày trước là do mẹ suy nghĩ thiển cận nhưng bây giờ nó đã mang thai con của con. Dù mẹ muốn hay không cũng không thể thay đổi được chuyện này. Hơn nữa, mẹ thấy tính tình con Nhung này cũng rất được đấy chứ. Vậy ngày mai con sẽ đưa mẹ lên nhà Nhung nhé vậy cũng được ngày mai cũng là ngày tốt chuyện này nên giải quyết càng nhanh càng tốt để bụng nó ngày càng lớn lên cũng không hay vâng ạ à, mẹ nói rất phải đám cưới của văn và nhung được tổ chức rất lớn cả làng ai cũng biết đến con trai bà lấy được gia đình vợ giàu sang như chuột xa hủ nếp văn cưới vợ chỉ vì gia tài ban đầu bà còn cảm thấy thật khó chịu nhưng văn khuyên bà mãi khuyên bà đừng quan tâm đến lời nói của người khác mình sống như thế nào bản thân mình tự biết là được sau khi kết hôn bản tính tiểu thư của nhung ngày càng lộ ra cô không làm việc nhà đến cái việc nhỏ xíu như ăn xong rồi rửa bát cũng đợi chồng về làm nhưng văn lại vô cùng cưng chiều nhung vì anh rất yêu vợ mình hơn nữa nhung đang mang thai anh không muốn cô cảm thấy tủi thân ngay từ khi kết hôn anh đã xác định là vợ chồng phải biết san sẻ từ nhỏ anh đã chứng kiến cảnh mẹ mình làm lụng vất vả nên anh cũng hiểu được người phụ nữ phải chịu thiệt thòi ở nhiều mặt anh làm tất cả mọi việc trong nhà nhung chỉ việc sống hưởng thụ trong sự giàu sang nên dù nhung có như thế nào thì hai vợ chồng vẫn sống rất hạnh phúc đến một ngày nọ nhung bỗng xảy ra chuyện ngoài ý muốn văn đang làm việc ở công ty thì nghe tin nhung trượt chân ngã cầu thang anh tức tốc chạy vào bệnh viện khi đến nơi vết thương của nhung đã được xử lý nằm ở phòng hồi sức văn nhìn vợ mà thấy xót xa anh tiến đến bên nhung sờ vào gương mặt tái nhợt của cô nhung mở mắt nhìn văn đôi mắt đỏ ửng sưng húp nhung cầm tay văn cất giọng nói khàn khàn anh ơi con của chúng ta con mất rồi anh ơi là do em vô dụng nhung không sao đâu em. Chuyện đó là do tai nạn ngoài ý muốn thôi. Bản thân em cũng không thể biết trước được mà. Em đừng cảm thấy tự trách. Đừng suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh. Chúng ta chỉ là không có duyên gặp được con thôi. Sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác mà. Nhưng em đã xảy thai một lần rồi. Nhớ đâu? Nhớ đâu không thể mang thai được nữa thì sao hả anh? Đến lúc đó anh có trách em không? Sao anh có thể trách em được? chúng ta không cần sinh con cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời mà em nhung khóc văn ôm chầm lấy vợ việc này anh đã được bác sĩ thông báo khi vừa đến đây anh rất buồn cũng rất thất vọng anh chỉ là một người đàn ông bình thường anh cũng có khao khát được làm cha bản thân anh đã mất cha từ nhỏ nên anh muốn dành tất cả tình yêu thương cho con mình khi biết tin nhung có thai anh đã rất hạnh phúc anh cứ mãi nhìn hình siêu âm mà nhung đưa cho anh hình ảnh một chấm tròn nhỏ xíu như hạt đậu rồi cười ngu ngơ nhưng trời đã định vợ chồng anh không có duyên với đứa con này bản thân anh cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi tin tức rất nhanh được thông báo về quê bà năm rất sốc vì chuyện này bà thương cho đứa cháu cũng thấy thương cho đứa con dâu tội nghiệp tuy chưa từng trải qua nhưng bà năm cũng là một người mẹ của ba đứa con bà hiểu rõ hơn ai hết từ khi đứa bé vừa mới tượng hình trong bụng mẹ thì tình cảm mẹ con đã được hình thành và ngày ngày mạnh mẽ nếu đứa trẻ có một sự thay đổi nào dù rất nhỏ thì người mẹ cũng sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng vì thế nên khi đứa con trong bụng mất đi thì đồng nghĩa với việc người mẹ sẽ cảm thấy trống rỗng như là da thịt linh hồn bị khoét đi tạo thành một vết thương sâu khó lành lại mẹ ơi mẹ lên thành phố với con đi bà năm nghe giọng nói mệt mỏi của con trai trong điện thoại bà không biết trả lời thế nào với đề nghị này sau khi im lặng hồi lâu bà mới lên tiếng thôi để mẹ ở dưới này thì hơn ở đây có làng xóm láng giềng lên trên ấy cái gì cũng xa lạ mẹ sống không quen còn biết như thế cũng sẽ hơi bất tiện nhưng bây giờ con thật sự không biết làm thế nào mẹ ạ vợ của con vừa xảy ra chuyện như thế cha cô ấy thì quá bận rộn công việc của con cũng không thể bỏ mặc được với tình trạng hiện tại của em ấy thì con cũng không yên tâm để em ấy ở nhà một mình mẹ lên ở với chúng con vừa tâm sự vừa giúp đỡ em ấy vượt qua nỗi đau này được không mẹ ngoài mẹ ra con cũng không biết nhờ vã ai bà năm suy nghĩ hồi lâu việc lựa chọn này thật sự khó khăn đối với bà từ nhỏ đến lớn bà chưa từng đặt chân ra khỏi làng quê nghèo này từ lúc còn con gái đến khi lấy chồng rồi chồng mất, bà cũng chỉ trung thủy với mảnh đất thanh bình này. Việc đến sống một nơi vừa vội vàng vừa tù túng như thành phố khiến bà lo sợ. Nhưng cuối cùng bà vẫn đồng ý. Những gì con trai của bà nói đều không sai. Nhung vừa trải qua một cú sốc lớn. Tinh thần không ổn định rất dễ nghĩ quẩn mà làm ra những chuyện dại dột. Bà là một người mẹ lại càng thêm thấu hiểu. Có lẽ sự chia sẻ từ bà sẽ không bằng từ một người mẹ ruột nhưng có thể sẽ khiến Nhung cảm thấy bản thân được an ủi. Mãi đến khi Văn và Nhung lấy nhau, bà Năm mới biết cô đang sống với cha và người mẹ kế chỉ hơn mình 10 tuổi. Mối quan hệ của cả hai cũng không mấy tốt đẹp, thường xuyên xích mích cái cọ qua lại. Ngày trước, khi cha của Nhung chưa trở thành một giám đốc công ty thành công như hôm nay thì đã bị mẹ Nhung phụ bạc. Bà ta ngoại tình, bỏ lại chồng con để đi theo một đại gia bất động sản đáng tuổi cha mình bà năm càng nghĩ càng cảm thấy tội nghiệp cho nhung chắc hẳn tuổi thơ của cô cũng không được hạnh phúc nếu cô không có được tình thương từ mẹ ruột thì bà mẹ chồng này sẽ yêu thương cô bằng cả tấm chân tình ngày bà năm lên thành phố chỉ có vợ chồng ánh và kiệt ra bến tàu tiến đi bà năm lưu luyến nhìn lại mảnh đất một đời nuôi sống bà bà nhìn lại đứa con gái nuôi thân yêu rồi rơi nước mắt phải nói rằng một trong những điều bà cảm thấy nuối tiếc nhất khi rơi xa mảnh đất này chính là rời xa gia đình nhỏ của ánh tuy chỉ là con nuôi nhưng bà cảm thấy ở bên ánh mới cho bà cảm giác của một gia đình thật sự bà có tận ba đứa con song cả ba đều không có thời gian dành cho bà suốt ngày bà lủi thủi một mình cô đơn trống trãi chỉ có ánh chồng và con gái cô mới nhắc cho bà nhớ rằng bà vẫn còn con cái quây quần bên mình phải nói rằng cảm giác này sưởi ấm cả căn nhà đơn chiếc nguội lạnh của bà nay phải xa khiến bà nhớ nhung ra giết ánh cũng vậy đối với cô bà năm chính là máu mủ ruột già chính bà là người che chở ánh cho cô biết tình cảm yêu thương của cha mẹ cho cô được biết báo hiếu được chăm sóc cha mẹ khi về già là cảm giác thiêng liêng như thế nào bà năm đi rồi cô buồn lắm chứ nhưng biết làm sao được khi mà vợ chồng Văn đang rất cần bà. Có thể bây giờ bà sẽ trở thành một điểm tựa vững chắc để Nhung nương tựa vào. Mẹ ơi, mẹ lên thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe. Trên thành phố có nhiều cái lạ, lúc đầu sẽ không quen nhưng dần dần mẹ cũng sẽ quen thôi. Mẹ nhớ thường xuyên gọi cho con, lâu lâu lại về thăm tụi con nhà mẹ. Con gái, con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cháu mẹ cho tốt thằng kiệt không được bắt nạt con ánh đâu đấy mẹ ơi con thương ánh như vậy thì làm sao bắt nạt cô ấy được lần sau mẹ về sẽ thấy con nuôi vợ mập mạp trắng trẻo thế nào hai mẹ con chia tay lâu quá tàu sắp chạy rồi coi chừng trễ giờ kiệt nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc mà cũng thấy xúc động theo mắt anh đỏ hoe nhưng thấy thời gian không còn sớm cũng phải lên tiếng cắt ngang ánh nghe thấy thế cũng bỏ tay xuống bà năm còn lưu luyến hôn lên chán cô thêm một lần nữa mới bước chân lên tàu sau khi tàu rời bến ánh vẫn còn thút thít kiệt ôm lấy vợ an ủi em đừng buồn anh tin thằng văn ước mơ lớn nhất của nó chính là lo cho mẹ một cuộc sống sung sướng anh tin nó sẽ chăm sóc tốt cho mẹ có khi còn tốt hơn cả chúng ta anh nói đúng em cũng tin anh văn sẽ chăm sóc mẹ tốt kiệt là chồng của ánh mối tình của hai người như duyên trời sắp đặt sẵn là mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau sau khi đã làm rõ tình cảm của mình dành cho văn thì cũng không còn suy nghĩ gì về nó nữa cô chỉ tập trung làm việc thường xuyên lui tới để chăm sóc bà năm cô nên duyên với một kỹ sư nông nghiệp mới ra trường không lâu chọn nơi làng quê thanh bình này để khởi nghiệp trùng hợp thay người này là bạn ở cùng phòng trọ với văn ngày trước câu chuyện tình của hai người xuất phát từ cái giỏ cô may cho văn lúc anh lên thành phố học đại học ngày ấy xưởng làm việc của cô hợp tác với công ty nông nghiệp cho một buổi hội thảo xưởng may yêu cầu công nhân phải dự thính tại buổi hội thảo ánh thấy kiệt là một cậu thực tập sinh nhiệt huyết chạy đôn chạy đáo khắp cả hội trường dù bị cấp trên la mắng cũng luôn mang thái độ vui vẻ tích cực nhưng điều làm cô chú ý đến kiệt là cái giỏ sau lưng anh cái giỏ cực kỳ quen thuộc dù nó có biến thành cho thì cô cũng nhận ra đây không phải là cái giỏ chính tay cô may tặng cho văn sao sau khi kết thúc buổi hội thảo ánh đến gặp riêng kiệt để hỏi chuyện chào anh tôi muốn hỏi anh việc này chào cô cô có thông tin gì chưa rõ sao tôi rất sẵn lòng giải đáp ánh có đôi chút bất ngờ vì kiệt lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực kiệt có một đôi mắt biết cười khi nói chuyện với người khác anh luôn nhìn họ cho thấy rằng anh đang chăm chú lắng nghe vì thế khi nói chuyện với anh cô cảm thấy rất thoải mái và bản thân được đối phương tôn trọng à không phải tôi muốn hỏi chuyện này hơi cá nhân một chút không biết anh mua cái giỏ này ở đâu thế cái giỏ này à nhìn rất đẹp đúng không nhưng thật tiếc trên đời này chỉ có một cái thôi tôi không thể chỉ chỗ cho cô mua được vì sao thế tôi thấy cái giỏ cũng không mấy đặc biệt không phải là vô cùng đặc biệt lúc trước tôi có ở chung phòng trọ với một cậu bạn hình như quê cũng ở đây này tôi thấy cậu ta để một cái giỏ đẹp như thế ở trọ mãi mà không dùng tôi hỏi cậu ta thế là cậu ta bảo đây là của cô em gái dưới quê làm cho cậu ta không dùng tới nếu tôi cần thì cứ lấy đúng lúc cái giỏ của tôi mới bị tụi cướp đường rạch hư rồi nên lấy dùng luôn kiệt cầm cái giỏ lên tấm tắc khen ngợi nhìn kiểu dáng thì đơn giản nhưng đường may lại rất đẹp không giống hàng sản xuất hàng loạt tí nào tôi dùng đã lâu rồi nhưng chỉ bạc màu vài chỗ mà giỏ không hề bị rách này người may ra được cái giỏ này chắc hẳn phải rất cẩn thận và kỹ lưỡng chà tôi cũng muốn gặp mặt cô em gái ấy thử xem. Anh muốn gặp cô ấy để làm gì? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy rất thích cô gái này. Từ đó về sau xưởng mà anh đang làm việc và công ty của Kiệt hợp tác rất nhiều lần. Vì thế họ cũng có thêm nhiều cơ hội để gặp nhau hơn và dần nảy sinh tình cảm. Họ quen nhau một thời gian rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Kiệt vẫn không biết đến câu chuyện kế giỏ cho đến khi cái giỏ bị rách đi một góc cái giỏ của anh rách rồi vợ ơi sao nghe giọng anh có vẻ tiếc nuối vậy anh còn tương tư em gái của bạn anh hả ánh bế một đứa bé còn quấn khăn giả vờ nghiêm trọng hỏi làm gì có chứ cái giỏ anh dùng cũng lâu nên thấy tiếc ấy mà con gái của cha hôm nay có ngoan không ở nhà có quấy mẹ không con kiệt âu yếm nhìn đứa bé bụ bẫm trong tay vợ anh giơ tay định bế đứa bé nhưng ánh quay đi. Anh mau đi tắm cho sạch sẽ đi. Anh cả ngày ở ngoài bụi bặm lắm. Không được bế con. Sao em giận thế? Em để ý chuyện cô gái may cái giò hà. Anh thề với em. Từ lúc cưới em anh đã không còn nghĩ về con gái nào khác nữa. Thật sao? Nhưng mà anh được phép nghĩ về cô gái đó. Thôi, đừng có đùa giỡn nữa mà. Anh biết anh sai rồi em nói thật anh nghĩ thử xem cô gái may giỏ cho anh là ai thì là em gái của bạn anh không lẽ nhưng ngày mình cưới nhau anh đâu có thấy nó anh nghĩ đúng rồi đấy lúc ấy anh văn đi công tác nước ngoài cả chị nhung cũng đi theo nên không có mặt là phải ánh giải thích cho kiệt nghe ngọn nguồn của mọi chuyện cả mối nhân duyên lạ lùng của hai người anh nghe xong thì cười cảm thán đúng là định mệnh anh và em chắc chắn phải có duyên từ kiếp trước vì thế chúng ta không được phụ công sắp xếp của ông trời chúng ta phải sống thật hạnh phúc ít nhất là hết đời này mấy hôm nay con gái của kiệt và ánh đang lú nhú mọc răng nên con bé bị sốt kêu khóc suốt đêm nên cô cũng không thể ngủ ngon đến sáng hôm sau khó khăn lắm ánh mới dỗ được con gái ngủ vừa định tranh thủ chợp mắt thì nghe tiếng xe của chồng về kiệt sách lình ca lình kình mấy cái túi với giỏ đi làm của anh. Ánh vừa ra đến cửa đón chồng thì con cô lại khóc ré lên. Cô lại phải vừa bế vừa vỗ về con. Con gái ngoan, có mẹ ở đây, mẹ thương, con đừng khóc nữa. Có lẽ dòng sữa ngọt ngào và vòng tay êm ái của người mẹ đã chấn an được đứa trẻ. Nó nằm ngoan ngoãn, vừa bú sữa vừa tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ. Kiệt nhìn con gái một cách âu yếm, xoa đầu đứa bé nói. Con gái ngoan, đừng quấy mẹ để mẹ nghỉ ngơi. Đợi con lần nữa vào giấc ngủ, anh mới nhỏ giọng hỏi chồng. Sao hôm nay anh về sớm thế? Hôm nay chỗ làm của anh không có nhiều việc lắm, không cần nhiều người trực. Anh chín nghe anh kể chuyện con mình bị sốt nên cho anh nghỉ luôn hôm nay. Anh có mua ít đồ ăn này, lát nữa em ăn rồi nghỉ ngơi, để anh chăm con cho mấy ngày nay em đâu có được ngủ đủ giấc cực cho anh quá vừa phải ra ngoài đi làm rồi lại phải lo lắng cho mẹ con em em đừng nói vậy người cực khổ phải là em mới đúng cũng do anh bất tài nên em mới phải vừa chăm con vừa làm việc kiếm tiền là vợ chồng thì phải cùng nhau cố gắng chứ em không thấy cực khổ gì cả em còn rất vui vì đỡ đần được gánh nặng tiền bạc cho anh kiệt ôm con gái anh Âu Yếm nhìn đứa bé có gương mặt giống với vợ bảy tám phần thì càng vui hơn. Con gái của chúng ta thật giống em. Mai này lớn lên chắc chắn sẽ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Nói rồi anh thở dài. Ánh mắt trở nên buồn bã. Anh thấy tội nghiệp cho vợ chồng thằng Văn quá. Anh biết nó mong đứa con này lắm. Nếu không có sự cố lần ấy xảy ra thì có lẽ con nó cũng đã biết đi rồi. Thôi anh đừng nhắc đến chuyện buồn này nữa chỉ là cha mẹ và con cái chưa đủ duyên em tin là hai anh chị ấy sống phúc đức thì ông trời cũng sẽ cho họ một đứa con em nói cũng phải không biết dạo này mẹ năm như thế nào rồi từ ngày mẹ lên thành phố các anh chị cũng chỉ về đây dịp tết có năm cũng không về tự nhiên anh cũng thấy nhớ mẹ có mấy lần gọi điện em thấy mẹ vẫn khỏe anh ạ à. mẹ lên thành phố rồi thì các anh chị tụ họp ở đấy cũng dễ hơn với lại tuổi mẹ cũng đã cao rồi. Chắc là các anh chị cũng không muốn để cho mẹ đi lại nhiều. Em nói cũng đúng. Ánh đang bày thức ăn ra thì sực nhớ đến một chuyện. Bây giờ anh là chồng em rồi đấy. Có phải anh cũng nên kêu anh trai của em một tiếng anh không? Hồi giờ bọn anh xưng mày tao quen rồi. Xưng anh cứ cảm thấy ngượng. Kiệt gãi đầu cười. Thật ra Kiệt không nhất thiết phải gọi Văn là anh dễ việc bà năm nhận ánh làm con gái nuôi chỉ đơn thuần xuất phát từ một người cần con cái và một người cần có mẹ hai người chỉ đơn giản coi nhau là mẹ con mối quan hệ ấy được hình thành dựa trên tình cảm chứ chưa hề có một minh chứng pháp lý nào kiệt rất quý văn trong quãng thời gian học đại đại học dù học khác ngành nhưng cả hai lại quan tâm giúp đỡ nhau rất nhiều nương tựa lẫn nhau mà sống trong bốn năm đầy khó khăn ấy trong mắt anh văn là một người vô cùng xuất sắc văn luôn là sinh viên ưu tú không bỏ qua một cái học bổng nào của trường hơn nữa anh luôn luôn nỗ lực nên rất nhanh đã có được một công việc ổn định và kết hôn với con gái của giám đốc còn kiệt anh chỉ thích sống với đam mê của mình đến cả cơ hội kiếm được một công việc lương cao ở thành phố mà anh cũng từ bỏ một thân một mình đến một miền quê đầy xa lạ để lập nghiệp đến khi gặp được ánh và cưới cô sinh con anh mới dần sắp xếp lại cuộc sống có những kế hoạch cụ thể cho gia đình nhỏ của mình tuy cả về tính cách suy nghĩ lối sống và cả các mối quan hệ xung quanh đều có một sự cách biệt rất lớn nhưng tình bạn của họ vẫn chân thành như những ngày đầu tiên những ngày đầu sống với con trai và con dâu tuy có hơi nhớ nhà nhưng lại là những ngày tháng hạnh phúc đúng nghĩa đối với bà tình trạng của nhung không quá nghiêm trọng như bà nghĩ khoảng thời gian đầu cô rất suy sụp thậm chí không có tâm trạng ăn uống cả ngày chỉ mơ màng xa xăm bà năm biết nhung chưa thể chấp nhận được sự thật đó bà lo lắng chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho nhung như thể bà là mẹ ruột của cô ấy vậy văn cũng giảm lượng công việc ở công ty dành nhiều thời gian cho vợ hơn cha của nhung cũng sắp xếp cho cô những chuyến du lịch ngắn ngày để thư giãn đầu óc có lẽ vì nhận được sự quan tâm từ nhiều phía nên chỉ trong một thời gian ngắn nhung đã trở lại như trước cả nhà thờ phào nhẹ nhõm lúc bấy giờ mỗi người mới trở lại nhịp sống bình thường văn đề nghị bà năm ở lại sống chung với vợ chồng mình để tiện bề chăm sóc bà nửa muốn về quê nửa muốn ở lại nhưng vì văn và hai chị đều thuyết phục bà ở lại để tiện bề chăm sóc thế là bà quyết định sống chung với con trai và con dâu nhà con bà rất hiện đại hầu như tất cả mọi thứ đều tự động. Có những loại máy móc con trai định sắm cho bà nhưng bà không chịu vì không biết sử dụng. Vì thế đối với bà mọi thứ đều rất mới. Lần đầu tiên trong đời, bà mới thấy rằng làm người có thể nhàn hạ như thế. Ăn uống xong chỉ cần xếp chén bát vào máy rửa bát. Quần áo bẩn thì đã có máy giặt. Thậm chí không cần phơi lên mà chỉ cần nhấn nút sấy khô. Nhà thì lúc nào cũng có máy lạnh mát rời rượi truyền hình vô tuyến thì được chiếu trên cái màn hình rất to rất rõ và hàng tá thứ khác khiến bà thấy cho cuộc sống này thật tiện lợi và dễ dàng lúc bấy giờ bà mới hiểu tại sao con gái giàu có da rẻ lại trắng trèo mịn màn tay chân thon thà mềm mại vì bản thân chúng không cần phải làm việc nhiều không cần động tay vào bất kỳ việc gì bà nhớ lại đôi bàn tay của ánh mà thấy thương bởi vì suốt ngày làm lụng mà đã trở nên thô giáp trai Để giữ cho cuộc sống luôn đầy đủ tiện nghi như vậy thì con trai bà phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức để làm việc. Những ngày đầu, Văn sợ bà năm mới lên thành phố còn nhiều xa lạ. Sợ bà sẽ buồn, sẽ nhớ quên nên anh dành nhiều thời gian cho bà. Khi cảm thấy bà dần quen với cuộc sống nơi thành thị, anh quay lại với nhịp sống và làm việc hối hả của mình. Ở càng lâu, bà năm thấy con trai càng có ít thời gian về nhà thỉnh thoảng lại phải đi công tác có ngắn ngày có dài ngày bà sợ con dâu ở nhà một mình sẽ lo nghĩ mà buồn tủi nhưng có lẽ bà đã lo xa rồi con dâu bà không những không buồn tủi mà còn sống vô lo vô nghĩ có lần bà hỏi nhung nhung này chồng con thường đi làm xa như thế ở nhà con có lo lắng hay suy nghĩ gì không con không suy nghĩ gì cả anh ấy đi làm là để kiếm tiền chăm sóc cho gia đình mà mẹ Thế con không sợ nó sẽ cặp với người khác bên ngoài sao? Dù có cặp với ai bên ngoài mà hàng tháng mang tiền đều đều về là được mẹ ạ. Nhưng mẹ đừng lo lắng quá. Con tin anh Văn không phải người như thế. À, lát nữa mẹ giặt quần áo giúp con nhé. Tay con không thể chạm vào xà bông được. Mà mấy cái đồ hiệu đó thì không thể cho vào máy giặt. Bà nằm bỗng giật mình với cái suy nghĩ phóng khoáng, hiện đại của giới trẻ trong cuộc sống hôn nhân hiện đại, dường như con người ta không còn đặt cái trung thủy lên làm cái chính yếu nữa, mà có lẽ là có những phần nào bị đồng tiền chi phối đi. Khi đã sống quá đầy đủ, sung túc thì mấy ai không muốn sống mãi như vậy. Vì thế họ coi trọng con số hàng tháng vợ hoặc chồng mang về là bao nhiêu hơn cả. Xã hội thay đổi bắt buộc con người phải thay đổi, và rất nhiều thứ trên đời phải thay đổi theo thì mới tồn tại được. Tuy nhiên, suy đi tính lại ở một góc nhìn nào đó bà lại nhận thấy con dâu rất tin tưởng con trai mình và con trai cũng là một người đàn ông đủ tốt để vợ con tin tưởng bà cảm thấy rất mừng ở với con một thời gian bà dần nhận ra thái độ của con dâu dành cho bà khi con trai ở nhà và khi đi vắng hoàn toàn khác nhau lúc văn ở nhà nhung lúc nào cũng ăn nói ngọt ngào dễ nghe người không biết cứ tưởng cô ta rất yêu thương bà một khi con bà rời khỏi nhà thái độ của con dâu bỗng thay đổi chóng mặt vừa đay nghiến vừa ghét bỏ những thứ tiện ích trong nhà bỗng trở nên vô dụng cô ta bắt bà phải làm tất cả việc nhà như một người giúp việc bà phải quét dọn làm cho bằng hết tất cả mọi việc trong nhà đấy tôi mà thế còn sót lại một hạt bụi nào thì bà biết tay tôi bà ăn nhà tôi ở nhà tôi thì cũng phải biết điều đừng có suốt ngày ăn không ngồi rồi như thể mình là chủ nhà nhưng mà ngày đón mẹ lên đây ở con đâu có nói như vậy. Ai bảo bà tin rồi bây giờ trách ngược lại tôi. Đó là do bà lựa chọn. Nếu không phải vì anh Văn tôi đã cho bà ra đường ở lâu rồi. Bà đừng có ở cái phòng đấy nữa. Bà nhìn thấy căn phòng này có lớn không? Có sang trọng không? Cái đồ bẩn thỉu như bà không nên ở đây đúng không? Bà chỉ thích hợp ở cái phòng chứa đồ nhỏ xíu chật hẹp kia kìa tôi thà để chống cái phòng này chứ không muốn bà bước chân vào con ai mẹ con gì với bà đừng có làm tôi buồn nôn nhung nhìn bà như đang nhìn thứ gì đó rất bẩn thỉu bà thấy rõ sự kinh tởm hiện lên trong mắt cô ta bây giờ bà không khác gì kẻ ăn người ở trong nhà con trai mình phải nhìn sắc mặt con dâu mà sống nhưng nhung chưa bao giờ cho bà một ánh mắt dễ chịu nào ngoại trừ khi ở trước mặt văn bà có nói với con trai chứ nhưng con trai bà lựa chọn tin vợ. Cô ta ngày đêm dù gì bên tai những lời ngọt ngào, đường mật, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà. Bà cũng rất muốn về quê nhưng bà thương con, bà không muốn con vừa làm việc vất vả bên ngoài vừa phải dọn dẹp, nấu ăn phục vụ cho người ta. Bà cũng không muốn làm lớn chuyện vì bà biết chỉ cần nhung nói một câu thì công việc hiện tại của con trai sẽ bị ảnh hưởng. Rồi bà lựa chọn việc im lặng mà chịu đựng. Bà muốn về quê chứ bà muốn về với con gái nuôi về với nơi gọi là nhà có lẽ kiếp trước bà đã tạo nghiệp rất nặng để kiếp này phải trả báo không được sống an yên hạnh phúc đứng trước căn phòng chứa đồ chật hẹp đóng đầy bụi mạng nhện đồ đạc không dùng đến chất thành đống bà nằm thầm rơi nước mắt khóc thương cho số phận mình bà không ngại làm việc khổ cực bà sinh ra từ cái khổ mà Bà chỉ tủi thân vì bị vợ của con trai đối xử tệ bạc như thế nhưng bản thân bất lực chẳng thể phản kháng, không thể làm được gì ngoài việc chịu đựng. Bà còn nhớ có lần vì bà lỡ tay làm vỡ cái ly thủy tinh mà con dâu cứ mãi chỉ chết bà, chửi rủa bà không thua gì lũ súc vật, chớ trêu cho phận bà. Khi bà cưới chồng thì phải nhìn mặt cha mẹ chồng để sống. Đến bây giờ là mẹ chồng người khác rồi lại phải nhìn sắc mặt con dâu. Đồ phá của đồ nhà tôi sắm ra là để bà đập phải không? Bà đúng là thứ ăn hại. Không biết tại sao anh Văn lại rước cái thứ như bà về cái nhà ở làm gì chứ? Hôm nay bà nhịn đói đi. Cho bà ăn chỉ tổ lãng phí. Bà Năm không biết nói gì. Chỉ lặng lặng khom lưng cúi đầu. Hèn mọn mà đón nhận từng câu từng chửi rủa như sát muối vào tim. Bà nghe con dâu nói mà như xét đánh ngang tai. Hóa ra từ đó đến bây giờ, nhung vẫn để ý đến xuất thân của gia đình bà trong mắt cô ta bà vẫn không xứng để đứng ngang hàng với cha mẹ cô ta ngày ấy bà đến nhà cô ta để hỏi cưới cô ta cho con trai bà thấy rõ ràng họ có nuôi một con chó con chó ấy vô cùng sạch sẽ được mặc quần áo được đeo trang sức được cho ăn thức ăn riêng nhìn qua có vẻ rất đắt tiền bà còn nhớ những ngày con bà đi công tác bà còn phải ăn cơm thừa canh cặn của cô ta để lại có lẽ trong mắt cô ta hoặc là cả gia đình cô ta nữa một con người như bà còn không bằng một con thú cưng con trai bà dường như cũng chưa biết việc này văn cứ sống trong cái vỏ bọc tử tế mà cô ta tạo ra khiến anh lầm tưởng rằng vợ mình cũng thực sự coi trọng và yêu thương mẹ mình đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ thì bà nghe tiếng động cơ xe con trai bà đã về Bà như thấy một cọng rơm cứu mạng. Bà nhìn về phía cửa, ánh mắt nhuộm đầy hy vọng và cả sự trông chờ. Bà tha thiết muốn nói cho con bà biết bộ mặt thật của cô ta, để anh không còn mê muội mà sống với sự giả dối bấy lâu nay nữa. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như bà nghĩ. Cô ta đã đón đầu đi trước bà một bước. Nhung đỏng đảnh bước ra cửa. Văn vừa bước vào. Cô ta đã cười thật tươi bàn tay với bộ móng dài đỏ chót đưa ra nhận lấy cái cặp đi làm của văn đồng thời nhìn về bà với ánh mắt đầy sự thách thức chồng mới đi làm về sao anh có mệt lắm không lúc nãy anh còn thấy mệt nhưng vừa về nhà lại không thấy mệt nữa mẹ đâu rồi em mẹ đang dọn dẹp phòng chứa đồ anh ạ à. sao lại dọn dẹp phòng chứa đồ lúc nãy Em có nói với mẹ là có lẽ sau này vợ chồng mình có con thì cần một phòng rộng để cho con chơi thoải mái, rồi mình chăm sóc con cho tiện. Em thấy phòng mẹ rộng, em nói đến lúc ấy sẽ cho con ở chung phòng với bà. Nhưng mẹ mẹ cứ nặng nặc đòi dọn phòng kho để ở, còn phòng mẹ lại để sẵn đó sau này khi chúng mình có con là sử dụng nó được ngay để cho con có không gian rộng rãi. Em có cản mẹ mà mẹ không chịu, em phải chiều theo ý mẹ anh ạ. À. Em có nói đợi hôm nào nhờ người đến dọn dẹp nhưng mẹ lại không nghe. Mẹ sợ tốn kém. Em cũng hết cách rồi. Anh thử khuyên mẹ đi. Bà Năm nghe Nhung nói dối một cách trắng trợn thì thất kinh. Bà không ngờ trên đời lại có một con người cháu trở đến vậy. Cả đời bà sống ở quê. Những người bà gặp đều là người thật thà. Sống một cách chân chính. Bà ghét nhất là người sống giả tạo. Hay đơm đặt cho người khác. Bây giờ bà gặp Nhung cũng coi như bà được mở mang tầm mắt hơn nữa còn là con dâu mình đúng là ghét của nào trời trao của đấy bà biết bây giờ mình có nói gì thì cũng vô dụng mà thôi cô ta đã tạo được một niềm tin vững chắc trong lòng con trai bà rồi bà thôi không suy nghĩ nữa bắt đầu công việc dọn dẹp dù sao sắp tới đây căn phòng chứa đồ này cũng sẽ là chỗ ngủ của bà sẽ không có chuyện tốt đẹp như là kêu người tới dọn dẹp như cô ta nói đối với cô ta bà chỉ là một kẻ ăn bám dư thừa không hơn không kém văn sau khi nghe vợ nói vậy thì vào nhà tìm mẹ nhìn thấy bà năm đang cặm cụi dọn dẹp ánh mắt của anh vừa trìu mến vừa bất đắc dĩ anh đã quen nhìn mẹ cực khổ từ nhỏ từ khi cha anh mất bà ở một mình nuôi ba chị em anh khôn lớn một người phụ nữ vừa làm cha vừa làm mẹ của ba đứa trẻ thật sự không phải chuyện đơn giản vì thế anh rất thương mẹ anh muốn báo hiếu cho mẹ, muốn cho mẹ sống một cuộc đời sung sướng hơn. Hình ảnh này của mẹ khiến anh nhớ đến những tháng ngày cực khổ lúc xưa. Mắt anh đỏ hoe cất tiếng gọi mẹ. "Mẹ ơi." Bà nằm ngước mặt lên nhìn. Bà biết con trai đi vào nhưng bà không đủ can đảm để nhìn con, đứa con trai tội nghiệp sống với một người đàn bà giả dối bấy lâu nay. Bỗng nhiên bà thấy con khóc, bà vội vàng vứt cây chổi trong tay mà chạy ra ngoài. Văn, con sao thế? Sao con lại khóc? Công việc có vấn đề gì sao con? Nhìn mẹ lo lắng như thế Văn càng thương mẹ hơn. Mẹ anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lo cho con dù chúng có lớn khôn thế nào đi nữa. Ngày trước anh còn trách hai chị mình sao có ít thời gian dành cho mẹ quá, đến khi bản thân anh thật sự bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, khi anh có gia đình riêng, anh mới thấu hiểu rằng rất khó để cân bằng mọi thứ cũng rất khó dành nhiều thời gian cho mẹ vì thế nếu muốn vừa có thể làm việc vừa chăm sóc được mẹ thì chỉ còn cách đón mẹ ở chung với gia đình nhỏ của anh vợ anh cũng là người dễ thấu hiểu người khác tuy có hơi vụng về trong việc nữ công gia tránh nhưng anh chắc chắn rằng hai người có thể chung sống một cách hòa hợp không có gì đâu mẹ sao mẹ lại tự dọn dẹp phòng như thế phòng này chứa rất nhiều đồ mẹ lớn tuổi rồi không cần cố sức quá đâu vậy mà người phụ nữ kia lại bắt mẹ làm như thế đấy nếu không cô sẽ không để mẹ yên đâu con ạ à. bà năm thầm nghĩ thật ra mẹ mẹ vẫn còn khỏe mà giúp được gì cho con thì mẹ sẽ giúp kêu người về dọn dẹp thì tốn kém quá con ạ à. mẹ lại vậy nữa rồi kêu người về dọn dẹp cũng không mất bao nhiêu tiền mẹ ạ à. con cố gắng đi làm kiếm tiền thật nhiều đâu phải để mẹ phải cực khổ thế này mà mẹ cũng không cần vội như thế đâu con biết là thương chúng con. Mẹ cũng mong có cháu lắm. Nhưng mẹ biết đấy. Hiện tại cô ấy chưa thể có con được. Mẹ làm như vậy chỉ làm cho Nhung suy nghĩ rồi tủi thân thôi mẹ ạ. Nhưng lúc nãy vợ con. Từng câu từng chữ con trai nói ra như sát muối vào tim bà. Bà biết là không cố ý. Nhưng Văn nói ra những lời này cứ như là mang ý tứ trách bà không biết suy nghĩ mà làm con dâu buồn lòng. Bà nhìn đôi mắt sắc lẹm của Nhung, đôi mắt ấy như muốn nhắc nhở bà hãy biết điều mà im miệng lại. Vợ con chỉ nói như vậy thôi mẹ ạ. Mẹ không cần phải làm thế đâu, phải không em? Chồng con nói đúng đó mẹ. Mẹ làm như thế thì tội cho chúng con quá. Mẹ, hay là vẫn nên để mẹ ở phòng này. Mẹ cũng không thích ở căn phòng quá rộng rãi. Mẹ thấy phòng chứa đồ này cũng vừa đủ để ở rồi. Đến khi con nhung mang thai rồi sinh con thì cũng có sẵn phòng ở cử không cần dọn dẹp nữa mẹ à dù sao đó cũng là ý muốn của mẹ mà anh hay là mình cứ chiều theo ý mẹ đi anh thôi được rồi lần này con chiều ý mẹ đấy nhé thế là ngay hôm sau văn kêu người dọn dẹp phòng chứa đồ thật sạch sẽ mua sắm đầy đủ nội thất dù hơi nhỏ nhưng vẫn là một căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi nhung thấy vậy thì rất không phục nhưng cô ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận bây giờ cô ta vẫn chưa muốn lật bài ngửa với chồng thế nhưng cô ta vẫn không để yên cho bà mẹ chồng này được nhung yêu văn vì anh giỏi giang vẻ ngoài lại vô cùng điển trai nhung yêu văn là sự thật cha mẹ cô ta từng không chấp nhận anh vì gia cảnh nhưng vì cô ta cầu xin ông vì thương con gái nên ông chấp nhận sau này văn phát huy ngày càng tốt anh trở thành một nhân tố tiềm năng làm cho công ty ngày càng phát triển doanh thu ngày càng cao thì ông mới dần dần thật sự chấp nhận văn tuy nhiên nhung vẫn không thể chấp nhận gia đình văn cô ta khinh thường những người nghèo khổ hơn mình từ nhỏ cô ta sống trong nhung lụa không phải động tay vào công việc gì cô ta cảm thấy chỉ những người nghèo mới làm công việc tay chân những công việc dơ bẩn cô ta thấy ghê tởm khi phải tiếp xúc với những con người đó bà năm cắn răng chịu đựng quãng thời gian bà sống ở nhà con trai. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ đó là thiên đường nhưng chỉ một mình bà hiểu rõ nhất đó chính là địa ngục. Cái địa ngục này bà đã ở hơn ba năm rồi. Ngoại trừ lúc Văn có ở nhà, không khi nào Nhung không chỉ chiết, đầy nghiến bà năm. Phải làm cho bà ăn không ngon, ngủ không yên cô ta mới vừa lòng hà dạ. Đỉnh điểm là khi Văn mua cho bà một chiếc điện thoại, phòng khi có chuyện gì cũng tiện liên lạc nhung điên tiết số tiền ấy đối với cô ta chỉ là một con số lẻ còn không đủ để cô ta mua một chiếc áo nhưng cô ta không muốn cho mẹ chồng cô ta ghét cay ghét đắng bà năm cứ như kiếp trước bà mắc nợ mình vậy văn không có thời gian chỉ cho bà cách dùng điện thoại nhờ cô ta chỉ cho mẹ mình nhung nhìn chiếc điện thoại mới tinh trong tay cô ta thả nó rơi tự do xuống đất trước mặt bà bà năm nhìn chiếc điện thoại rơi trên đất màn hình từ từ vỡ nát tạo thành một hình mạng nhện gai mắt. Bà vội vã lại nhặt chiếc điện thoại. Nhung không để bà năm đạt được mong muốn. Lúc bà chạm vào cái điện thoại, cô ta đạp lên tay bà trên nền nhà. Bà năm đau ứa nước mắt nhưng vẫn cố giữ cái điện thoại. Bà trân quý nó như sinh mạng mình vậy. Từ khi văn đưa cho bà, bà luôn nâng niu, gìn giữ như một món bảo vật vô giá. Bà luôn trân trọng những thứ con cái mua cho bà bà nhìn nhung như nhìn một mụ phù thủy ác độc bà không hiểu tại sao cô ta lại ghét mình như thế không con làm gì vậy đây là thằng văn mua cho mẹ mà bà không xứng bà không xứng bà không xứng đáng có được chiếc điện thoại này tại sao anh văn lại mua nó cho bà tại sao chứ mẹ đã làm gì mà con lại ghét mẹ như thế tại sao lúc nào con cũng cay nghiệt với mẹ vậy vì sao à bà đừng tưởng tôi không biết ngày xưa bà định cưới con nhỏ ánh quê mùa đó cho anh văn nhưng đó là chuyện quá khứ rồi còn ánh bây giờ đã có chồng có con rồi không phải bà đã từng không chấp nhận tôi bà chỉ yêu thương con nhỏ đó chứ gì cũng vì bà mà tôi phải giả vờ có thai để lấy được anh văn đấy nhung vào phòng lấy một sấp giấy tờ hình chụp siêu âm ném thẳng xuống nền nhà đây cháu nội của bà đây này cháu nội của bà chỉ là mấy tờ giấy lộn này thôi. Chẳng có đứa bé nào ở trong bụng tôi cả. Vậy chuyện con xảy thai. Tôi chỉ cần bỏ ra chút tiền thì cái gì mà chả làm giả được. Các người đúng là ngây thơ. Không có thai thì làm sao mà xảy thai được. Thế mà bà cũng chịu khó chăm sóc tôi cả tháng trời cơ đấy. Bà có biết thời gian đó tôi giả vờ suy sụp vì mất con đến chán ngấy rồi không? Sao con lại có thể làm như vậy? sao con lại đem một chuyện trọng đại như thế ra để đùa giỡn cả nhà ai cũng lo lắng cho con thế mà con lại lừa dối tất cả mọi người như thế sao những gì con làm ông trời đều nhìn thấy đấy con sẽ nhận quả báo sớm thôi tôi lừa mọi người đấy thì sao hả tôi không tin ông trời sẽ làm gì được tôi đâu tất cả là do bà nếu ngay từ đầu bà chấp nhận cho tôi và anh văn cưới nhau thì tôi cũng không tốn công tốn sức như vậy mới đầu tôi không dự định giả vờ bị sẩy thai đâu. Nhưng đã mấy tháng trời tôi cũng chưa mang thai thật. Tôi phải giả vờ sẩy thai thôi. Nếu không mọi chuyện sẽ vỡ lở ra. Chỉ có các người là bị tôi xoay như trong chóng đến bây giờ. Sao bà không ở quê với con gái nuôi luôn đi hả? Như thế tôi còn giả vờ mà ngọt ngào với bà. Bà ở đây. Ngày ngày nhìn thấy mặt bà làm tôi giả vờ không nổi. Bà Năm nhìn nhung như nhìn một kẻ điên. Cô ta đã điên thật rồi bà thật sự không ngờ lý do cô ta ghét bà bấy lâu nay chính là như thế bà biết lỗi một phần cũng là ở bà nhưng bà không nghĩ nhung có thể vì chuyện đó mà hận bà nhung em nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả nhấc chân ra khỏi tay mẹ ngay nhung giật mình cô ta nhìn văn chân chân lắp bắp anh anh sao anh lại về giờ này nếu anh không để quên tài liệu nếu anh không quay về bất ngờ thì sao anh có thể biết được chuyện động trời này? Em, em, em chỉ là... Anh không ngờ em là con người như vậy. Nhung trước kia mà anh yêu đâu rồi. Cô ấy không phải là con người độc ác đang đứng trước mặt anh. Vậy mà anh không hề biết em đã đối xử tệ với mẹ anh như thế. Nhung ơi em biết anh thương mẹ anh thế nào mà đúng không? Em có lừa dối cả anh nữa. Tại sao em lại nói dối việc mình có thai? anh rất thất vọng về em anh không thể biết con người em đâu là thật đâu là giả cả không phải như vậy mà em yêu anh là thật tất cả là tại mẹ anh mà mẹ anh đâu có yêu thương em thật lòng bà ta chỉ thương con ánh kia thôi em điên thật rồi em nói mẹ không yêu thương em vậy thời gian đó mẹ chăm sóc em yêu thương em là giả hà mẹ lớn tuổi rồi nhưng em không ngủ được mẹ cũng phải thức theo em mẹ lo lắng cho em đấy nhung không lẽ trong thời gian qua những gì mẹ làm cho em không khiến em quên đi những chuyện trong quá khứ sao em tất cả cũng do mẹ anh mà nếu như bà ấy coi trọng em hơn nếu bà ấy không thương con ánh thì em đừng nói nữa sao em vẫn không chịu hiểu vậy hả nhung ánh thật sự không có tình cảm trai gái với anh mẹ anh thương ánh không có cha mẹ nên mới nhận ánh làm con nuôi anh thật sự thất vọng về em anh không ngờ em lại mù quáng đến thế em đừng cứ mãi dùng một cái lý do vô lý như vậy để bao biện cho mình con người em thật độc ác anh đã nhìn lầm em rồi anh văn em còn nữa anh không ngờ thời gian qua em lừa dối anh em đối xử tệ bạc với mẹ anh nhung à em biết rằng anh không thể chấp nhận được chuyện này đúng không có lẽ chúng ta không nên tiếp tục nữa anh văn em xin lỗi anh em xin lỗi anh em làm tất cả mọi chuyện chỉ vì quá yêu anh thôi mà anh văn anh tha thứ cho em được không em xin hứa từ nay sẽ yêu thương mẹ em sẽ không đối xử như vậy với mẹ nữa được không anh những chuyện em đã làm ra khiến anh không thể nào tha thứ cho em được em không xứng đáng để gọi mẹ anh là mẹ đâu anh ơi đừng bỏ em đừng đối xử như vậy với em mà nhung gào thét trong vô vọng đến khi bà năm và văn đã bỏ đi hết cô ta mới bừng tình nhung bỏ ra cửa tìm kiếm bóng dáng của hai người nhưng đã muộn cô ta bắt đầu tự hỏi chính bản thân những việc từ trước đến giờ cô ta làm rốt cuộc là có ý nghĩa gì cô ta ghen ghét đố kỵ với một người thậm chí còn không có tình cảm với chồng cô ta cô ta tự suy diễn tự huyễn hoặc để rồi tự mang đau khổ cho bản thân đến cuối cùng kẻ thất bại thảm hại nhất chính là cô ta từ ngày biết được bộ mặt thật của nhung văn đưa mẹ về quê tạm thời anh chỉ nghỉ làm ở công ty của cha nhung nhưng anh sẽ sớm làm đơn ly hôn anh thật sự yêu và tin tưởng nhung nhưng cũng vì quá yêu nên anh không thể tha thứ được cho con người ấy anh cảm thấy có lỗi với mẹ và ánh rất nhiều cả kiệt chồng của cô cũng là người bạn thân nhất của anh bà năm nằm trên võng vừa phe phẩy kế quạt vừa nghe cải lương đôi khi bà hát nhầm theo vài câu văn đến ngồi bên cạnh bà nhìn bà với vẻ mặt có chuyện muốn nói rồi lại thôi bà năm sao có thể không nhận ra bà ngừng hát cố ý để anh mở miệng nhưng anh vẫn im lặng trong lòng bà ít nhiều đoán được anh đang nghĩ gì bà thở dài rồi lên tiếng con có chuyện gì muốn nói với mẹ đúng không nhìn mặt con là mẹ biết rồi có chuyện gì khó nói sao? Mẹ, sao ngày trước nhung đối xử tệ như vậy mà mẹ không nói cho con biết? Mẹ không muốn con khó xử, mẹ cũng không muốn gia đình con xào xáo. Hơn nữa, mẹ cũng sợ nếu nhung nói với cha nó thì con sẽ mất việc làm. Mẹ muốn nói với con lắm chứ nhưng mẹ không nỡ nhìn con đã vất vả làm việc ở bên ngoài mà về nhà thì lại không được ấm êm. Vì vậy nên mẹ âm thầm một mình chịu đựng ngần ấy thời gian sao ạ? À? mẹ biết mẹ giấu con chuyện này là gián tiếp giúp con nhung nói dối mẹ xin lỗi nhưng thật sự mẹ không biết làm thế nào cho đúng mẹ không phải là một người mẹ tốt đúng không con xin mẹ đừng nói như vậy người phải nói xin lỗi là con mới đúng mấy năm qua mẹ sống khổ cực như thế mà con không hề hay biết con là một đứa bất hiếu thôi dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi bây giờ phải tính toán cho hiện tại và tương lai công việc của con thế nào rồi mẹ đừng lo con trai mẹ là người có năng lực không làm ở nơi này thì cũng có thể làm ở nơi khác được trong thời gian làm việc ở thành phố con có dành dụm được một số tiền đủ để làm ăn con muốn làm giàu ở quê mình con muốn mở một công ty về lĩnh vực nông nghiệp có lẽ con sẽ nhờ kiệt hỗ trợ con con thấy làm thế nào được thì làm mẹ luôn ủng hộ con con cảm ơn mẹ nhiều lắm có thể nói đây là đặc quyền của những đứa trẻ vẫn còn cha mẹ ở bên họ sẽ luôn sát cánh bên con mình cho con mình biết rằng dù thế nào thì sau lưng nó vẫn luôn có người ủng hộ dõi theo và là một điểm tựa an toàn vững vàng nhất cho chúng dù chúng có là ai có bước đi trên con đường nào thành công hay thất bại thì gia đình vẫn là nơi để trở về khi kiệt biết tin bà năm bị đối xử tệ bạc như vậy ở thành phố thì không kiềm chế được nếu ánh không hết lòng khuyên nhủ thì chắc là kiệt đã lên thành phố làm rõ trắng đen với nhung điều ánh không ngờ nhất là nhung có một hiểu lầm rất lớn với mình hơn nữa chính vì hiểu lầm không đáng có đó mà hại bà năm phải sống trong đau khổ một thời gian dài như vậy cô cảm thấy rất áy náy nếu ngày ấy cô không hiểu lầm tình cảm của mình thì mọi chuyện cũng sẽ không đến nông nỗi này văn về quê tròn hai tuần anh buông bỏ hết tất cả mọi công việc phiền muộn lại trên thành phố để sống chung với mẹ có thể nói đây là khoảng thời gian anh thấy hạnh phúc nhất từ sau khi bước chân lên thành phố không có áp lực từ công việc từ những mối quan hệ xã hội mà ngày ngày anh phải gắng gượng để duy trì anh cũng trao đổi với kiệt về việc hợp tác mở công ty đồng thời đi đây đi đó để nghiên cứu thị trường anh cảm thấy đây là nơi rất tiềm năng để phát triển sự nghiệp có lẽ ngày trước kiệt chọn đến đây là một quyết định vô cùng sáng suốt vừa không cần phải bon chen nơi thành thị xa hoa vừa có thể phát huy hết năng lực của kiệt khi anh vừa định tắt máy để đi ngủ thì có một cuộc gọi đến trên màn hình hiện tên một người quen cũ mà anh không hề muốn gặp vào lúc này chính là nhung anh để điện thoại cứ mãi vang lên như thế mà không hề có ý định nghe máy mãi đến chuông cuối cùng anh mới nhấn nút nghe sao em lại gọi cho anh giờ này anh ơi em có thai rồi anh tha thứ cho em được không anh trở về với em đi đầu dây bên kia vang lên giọng nói run run của nhung vừa hốt hoảng vừa gấp gáp nghe đến đây anh cất giọng mỉa mai em nghĩ là sau khi lừa anh một lần rồi thì anh sẽ tin em sao lần này là thật mà anh em có thai rồi Hôm qua em còn bị ngén nữa. Lần này anh hãy tin em đi. Nếu không tin thì em với anh có thể đi khám. Nếu như lần này em cũng mua chuộc bác sĩ thì sao? Nhung à, vấn đề ở đây là em đã lừa dối anh một lần rồi. Anh không thể tin em thêm nữa. Anh phải tin em lần này đi mà. Em có thai thật rồi. Nếu anh không tin thì từ ngày mai anh sẽ không thể tìm thấy em và con trên thế gian này nữa. Anh à, em biết là lần trước em đã sai rồi nhưng khi anh và mẹ về quê chỉ có một mình em em đã suy nghĩ nhiều lắm em cảm thấy hối hận cũng chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen của em mà mọi sự mới thành ra như vậy lần này em sẽ sửa đổi mà anh anh và mẹ hãy cho em thêm một cơ hội đi con của chúng ta không thể lớn lên mà không có cha được anh à nhung đang khóc dù đã là vợ chồng nhưng lần đầu tiên văn nghe thấy được giọng nói khẩn thiết và chân thành này từ cô cũng như đây là lần thứ hai nhung hạ giọng cầu xin người khác sau cái lần cô van xin cha cho mình và anh quen nhau và cũng vì thế mà văn đã siêu lòng linh cảm mách bảo anh nhung đang nói thật thôi được rồi anh sẽ lên thành phố đưa em đi khám một chuyến nếu như em lại lừa dối anh thì lần tiếp theo chúng ta nói chuyện với nhau sẽ là ở tòa văn sắp xếp thời gian dành ra hai ngày để lên thành phố đưa nhung đi khám thai anh chỉ mới nói chuyện này cho vợ chồng ánh và kiệt anh cũng căn dặn hai người không cho bà năm biết sau khi xác nhận xong anh sẽ tự mình nói với bà lần gặp này của hai vợ chồng anh vô cùng gượng gạo trong hai ngày mà hai người chỉ nói vài câu văn hạn chế tiếp xúc với nhung cô cũng không dám nhìn mặt anh đây là lần đầu tiên không khí giữa hai người ngột ngạt như thế văn đưa nhung đi khám thai ở một phòng khám tư nhân vị bác sĩ là bà con xa của kiệt là một người ngay thẳng liêm chính có tâm với nghề và trình độ chuyên môn cao nên lời ông nói ra rất đáng tin cậy ông làm nghề này đã lâu gặp rất nhiều cặp đôi cũng chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh khác nhau vì thế khi vừa nhìn vào văn và nhung ông đã biết giữa hai vợ chồng này đang có xích mích ông đẩy gọng kính nhìn vào kết quả khám của nhung rồi thông tin cho hai người em bé đã được ba tháng rồi đang lớn lên rất khỏe mạnh đấy nhé sau này anh phải đưa vợ đi khám định kỳ cảm ơn bác sĩ ạ trong thời gian mang thai trạng thái của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đứa trẻ vì thế người chồng đóng vai trò rất quan trọng hãy chú ý và quan tâm đến vợ mình nhiều hơn dù thế nào thì cũng không được để cho vợ mình suy nghĩ tiêu cực văn nhận kết quả từ tay bác sĩ anh hiểu bác sĩ đang muốn nói gì ông đang nhắc nhở anh việc nhung đang mang thai đã là sự thật thì chuyện quá khứ cũng nên bỏ qua dù việc nhung làm có khó tha thứ thế nào đi chăng nữa thì bây giờ đứa trẻ là quan trọng nhất anh đang suy nghĩ nên nói chuyện với bà năm thế nào ngày trước nhung đã đối xử thậm tệ với bà nên không thể nói bỏ qua là bỏ qua ngay được văn trở về nhà đúng lúc kiệt và ánh sang chơi bà năm đang bế bé thảo đúng như kiệt đã nói con bé càng càng giống mẹ nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược kiệt là người đầu tiên nhìn thấy văn thằng văn về rồi kìa con đã về rồi sao công việc như thế nào rồi bà năm ngước lên hỏi thăm văn bà đã nghĩ hai ngày này văn đi ra ngoài là vì công việc vẫn ổn mẹ ạ à. bé thảo nhìn thấy văn liền đòi anh bế không biết tại sao nó lại rất thích văn bé thảo đây sao ngày càng giống mẹ thế nào lớn lên cũng có rất nhiều anh theo đuổi cho mà xem em nghĩ là không đâu anh ạ à. nó quậy phá còn rất bướng bỉnh nữa tụi con trai chạy còn không kịp sao lại nói cháu anh như thế chứ đúng không nào cháu ngoan của cậu anh bế bé, bé thảo chơi đùa với nó con bé cũng biết cậu đang giỡn với mình cười giòn tan lộ ra cái răng sữa bé xíu bà năm nhìn hai cậu cháu vui đùa như thế trong lòng không khỏi buồn bã bà nghĩ đến một vài chuyện không vui trước kia không biết đến khi nào con mới sinh cho mẹ một đứa cháu như thế nhỉ mẹ cũng sắp có một đứa cháu rồi đấy ạ à. con nói như vậy là sao chuyện là nhung có thai rồi mẹ ạ à. con nhung có thai sao có đáng tin không lần này là thật mẹ ạ à. hai hôm nay con không đi công tác con đưa nhung đi khám thai đứa bé đã được ba tháng rồi con biết chuyện bắt mẹ tha thứ cho nhung là không dễ dàng gì nhưng dù sao đứa bé là con ruột của con con phải có trách nhiệm với nó mẹ có chấp nhận nhung một lần nữa hay không thì con cũng không ép mẹ mẹ cần thêm thời gian để suy nghĩ bà năm đi vào phòng cả ba người nhìn theo bà nhưng không nói gì họ biết bà cần ở một mình để suy nghĩ văn à chuyện riêng của gia đình mày tao cũng không muốn xen vào. Nhưng mà mày cũng biết trước kia vợ mày đã làm những gì với mẹ. Mẹ không thể yêu cầu bà tha thứ ngay được. Tao cũng nghĩ như vậy. Lúc đầu tao còn định giấu mẹ. Âm thầm quay lại với Nhung. Tao giận Nhung. Tao nghĩ cả đời này sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa nhưng đến khi nghe cô ấy nói đang mang thai tao lại chịu không nổi. Tao thấy cô ấy có vẻ biết hối lỗi. Tao vẫn còn yêu Nhung mày à? Tao cũng thương mẹ tao lắm giữa chữ hiếu và chữ tình tao không biết phải chọn thế nào nữa em có ý kiến thế này anh xem thử có được không nhé em nói đi ánh bây giờ anh thật sự rất cần một lời khuyên mọi chuyện bây giờ cần phải có thời gian cả anh chị và mẹ đều có những suy nghĩ của riêng mình tạm thời anh cứ qua lại giữa hai nhà có thể sẽ hơi bất tiện nhưng cả mẹ và chị nhung đều cần anh anh không thể bỏ bên nào hơn nữa dự án xây công ty của anh đang dở dang khi nào anh lên thành phố thì ở đây có anh kiệt lo việc công ty còn em sẽ lo cho mẹ khi anh về đây thì phải nhờ gia đình chị nhung chăm sóc em biết việc này không thể duy trì trong khoảng thời gian dài được nhưng hiện tại nó là cách duy nhất anh ạ à. văn nghe ánh nói xong thì ngồi im lặng một hồi lâu sau đó anh thở dài rồi lên tiếng chắc bây giờ cũng chỉ còn cách đấy mà thôi cảm ơn em rất nhiều lúc nào anh gặp khó khăn thì hai người luôn luôn ở bên anh đời này anh nợ hai người nhiều lắm anh đừng nói như vậy mình là người nhà mà mấy hôm nay bà năm mãi suy nghĩ về chuyện của nhung nhung đã cho bà cảm giác sống trong nỗi đau đớn và ô nhục mà cả đời này bà không muốn trải qua thêm một lần nào nữa như thế đã quá đủ với bà rồi khi được về quê bà nghĩ rằng bà đã thoát khỏi người phụ nữ ấy rồi nhưng định mệnh không cho phép bà trốn tránh dù có suy nghĩ thế nào bà cũng không thể tha thứ được cho nhung con người độc ác ấy đã tạo ra những vết thương tinh thần mà mãi đến bây giờ bà vẫn chưa thể chữa lành được bà biết con trai bà dạo gần đây rất bận bịu đi đi về về lo lắng đủ đường bà thương con trai nhưng sao bà vẫn không thể bỏ qua cho nhung như không có chuyện gì được con người ấy không xứng đáng để bà tha thứ về phần nhung cô không dám gặp bà năm xin tha thứ cô biết bản thân mình đã gây nên tội cũng không có đủ can đảm để nhìn mặt bà từ khi biết mình có thai cô cứ lủi thủi ở trong nhà một mình cô thương chồng vất vả cô chứng kiến cảnh văn cứ đi đi về về giữa hai nhà trong mấy tháng nay anh đã sắp kiệt sức vì có quá nhiều thứ để lo trên vai anh mang quá nhiều trọng trách bản thân cô chẳng thể giúp được gì cô biết mình là một mối vướng bận của chồng nhưng cô cũng không thể làm gì để giúp anh cô quá vô dụng nhung đang quét dọn nhà cửa cô đang tập làm một người vợ người mẹ thật sự cô cũng không dám làm việc quá sức vì từ sau khi có thai cô đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con cũng rất lo sợ một sự cố nào đó sẽ xảy ra và mang đứa con đi mất nhung cảm thấy thật diệu kỳ trong bụng cô đang có một sinh linh bé bỏng nó ngày càng lớn lên và ngày càng kết nối mạnh mẽ với cô cô bắt đầu lo sợ bây giờ cô mới thấy bản thân đã quá đáng thế nào vì ngày trước đã nói dối cô lo sợ những gì mình bịa ra trước kia biến thành sự thật nhung đang loay hoay thì nhận được cột cuộc, cuộc điện thoại là cha cô là con đây cha cha gọi con có chuyện gì vậy cha nhung à công ty của cha phá sản rồi cha đừng nói đùa như thế chứ công ty đang yên đang lành thì làm sao phá sản được chuyện này là sự thật bây giờ cha đang xoay sở tiền nếu không đủ để trả nợ ngân hàng có lẽ cha phải vào tù ông hùng không còn nghe thấy tiếng con gái ông chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ rất mạnh bên dầu dây nhung nhung con bị làm sao thế đừng làm cha sợ nhung ơi nhung ơi nhung bị ngã từ cầu thang xuống xung quanh cô toàn là máu rất nhiều máu Cô sợ hãi nhưng không thể mở miệng kêu cứu. Cô cảm nhận trong cơ thể mình đang có cái gì đó mất đi rồi ngất lịm. "Xin bác sĩ hãy cứu vợ tôi, tôi chỉ cần cô ấy còn sống." Mặt văn cắt không còn một giọt máu. Gần đây việc xây dựng công ty có một vài trục trặc, anh phải về quê để cùng với Kiệt xử lý. Anh không ngờ khi vừa về đến nhà đã nghe cha vợ báo tin Nhung bị ngã cầu thang, chảy rất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu anh tức tốc mang hành lý chưa kịp bỏ xuống quay lại thành phố đến nơi thì nhung đã được đưa vào phòng cấp cứu bây giờ anh thật sự mong chuyện này cũng như lúc trước là lời nói bịa đặt do nhung nghĩ ra ít nhất nó không nguy hiểm đến tính mạng có thể đây cũng chính là quả báo mà ông trời trả cho nhung sau những gì cô đã làm trong quá khứ nhung mở mắt đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ được gì cô nhìn thấy rất nhiều người cha mẹ chồng chồng của cô cả kiệt và ánh cơn đau nhói dưới bụng nhắc cô nhớ lại mọi chuyện con con tôi đâu máu tôi chảy rất nhiều máu các người có cứu con tôi không anh văn con của chúng ta con của chúng ta vẫn còn sống đúng không anh nó vẫn còn ở trong bụng em đúng không anh anh nói cho em nghe đi nhung bình tĩnh lại đi em con của chúng ta không còn nữa anh nói dối con của chúng ta vẫn còn sống đúng không cha mẹ con của con chưa bỏ đi đúng không nhung bình tĩnh đi con bà năm vội vàng ôm lấy nhung đang mất bình tĩnh con còn sống là may mắn lắm rồi còn đứa bé chỉ là duyên không đủ lớn mà thôi không đúng là do con là do con là con của con đổi mạng cho con mẹ ơi ông trời đang trả báo con đúng không vì lúc trước con đã nói dối con đối xử tệ với mẹ nên bây giờ ông trời mới lấy con của con đi đúng không đừng nghĩ như thế không phải lỗi tại con đâu là lỗi do con con hại chết con của con rồi mẹ xin lỗi con ơi mẹ xin lỗi con xin lỗi con sao người chết đi không phải là con để con của con được sống chứ con đừng nghĩ như vậy con của con còn quá nhỏ. Cho dù có cứu sống được mà không có cơ thể mẹ thì làm sao nó sống được. Mẹ tin con của con cũng muốn cứu mẹ nó mà. Sau khi mất con, Nhung trầm cảm một thời gian dài. Hàng đêm cô luôn mơ thấy một đứa trẻ đang ở rất gần mình rồi từ từ đi ra xa. Xa mãi và biến mất trong vô định. Cô cố gắng chạy theo nhưng không thể giữ đứa trẻ lại. Mỗi lần mơ thấy đứa bé ấy, trái tim cô đều đau nhói ánh mắt nó nhìn cô cứ như đang oán trách, cũng như đang luyến tiếc. Dưới gốc cây xoài chịu quả, Văn và Kiệt đang ngồi vừa uống nước trà vừa bàn luận chuyện gì đó. Thỉnh thoảng Kiệt lại ngó sang phía vườn cây, nhắc nhở hai đứa trẻ đừng có chọc phá mấy con gà. "Thảo, Thiện, hai đứa không lo về nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Thế nào mẹ và mợ Nhung cũng đánh đòn cho đấy nhé. Còn Thảo còn bày trò phá phách nữa thì biết tay cha." từ sáng đến giờ mấy con gà cũng không sống yên với con nữa. Sau khi vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý với đứa con đã mất, một lần nữa Nhung lấy can đảm mang thai lần thứ hai. Lần này cô đã sửa đổi rất nhiều, thường xuyên lên chùa cúng dường, ăn chay niệm Phật. Cô cũng đối xử rất tốt với bà Năm, cô thương bà như mẹ ruột. Trong khoảng thời gian khủng hoảng ấy, nhờ có bà mà cô mới giữ được tính mạng. Rất nhiều lần cô muốn theo con, bỏ lại thế giới này nhưng nhờ bà ngày đêm tâm sự an ủi cô mới làm tâm hồn vốn đã tổn thương nặng nề lành lặn trở lại bà đã bỏ qua hết lỗi lầm ngày xưa của cô đồng ý sống cùng vợ chồng cô một hôm kiệt và văn ngồi uống trà cùng nhau được một lúc văn nghe bạn thân quát tháo con gái thì phì cười con bé này vẻ ngoài thì giống em gái tao nhưng tính cách chắc chắn là giống mày rồi đấy kiệt tao có về hỏi mẹ rồi ngày bé tao có nghịch thì cũng không tới nỗi như vậy từ khi nó biết đi là hai vợ chồng tao chưa một ngày yên tĩnh với nó thỉnh thoảng lại còn bị hàng xóm mắng vốn đôi lúc tao lại hoài nghi không biết con tao có thực sự là con gái không văn cười lớn hơn kiệt cũng cười theo một nụ cười ngập tràn hạnh phúc hai đứa bé cả người đầy bùn đất lấm la lấm lét chạy vào nhà đứa bé gái tên thảo là con gái của kiệt và ánh còn đứa bé trai tên thiện chính là con của văn và nhung hai đứa trẻ đã chơi chung với nhau từ nhỏ nhưng tính cách lại trái ngược thảo tuy là con gái nhưng rất phá phách chuyên đi bày trò rồi rủ dê thiện và mấy đứa trẻ trong xóm theo mình còn thiện thì ngược lại cu cậu rất biết nghe lời tính cách cũng hiền lành dễ bảo vì thế mà cu cậu rất nghe lời thảo mỗi khi đến hè cha mẹ lại cho cu cậu về quê nội chơi từ lần đầu về quê thiện đã bị thảo ép buộc phải gọi mình bằng chị lúc nào cũng như cái đuôi lẽo đẽo theo cô bé vì thế mỗi khi bị phạt hai đứa đều bị phạt chung một đứa bày trò còn một đứa thì hùa theo tuy vậy nhưng hai đứa đều rất vui vẻ cả hai cặp vợ chồng đều biết chúng đang có một tuổi thơ thật sự với năng lực của văn anh đã vực dậy được công ty của cha nhung trong hai năm anh đã hoãn lại dự án xây công ty ở quê của mình để lấy tiền xoay sở sau khi công ty ổn định anh và kiệt tiếp tục góp vốn xây dựng lại dự án mình đã ấp ủ cha của nhung chính thức về hưu ông để lại công ty cho vợ chồng văn quản lý vợ chồng ánh và kiệt hợp tác với văn cuộc sống ngày càng khá già kiệt cũng được thỏa sức phát triển đam mê của mình anh học thêm nghiệp vụ quản lý để giúp đỡ văn điều hành công ty cuộc sống đôi lúc sẽ có thăng trầm nhưng cuối cùng chính là một kết thúc đầy viên mãn vâng quý khán thính giả thân mến nếu thấy hay thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé hành động này tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi ban biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi xin chân thành cảm ơn mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo